À, Hãy mọi người biết. chào quý nhà đầu tư. À, lời đầu tiên là xin gửi lời chân thành cảm ơn các quý nhà đầu tư đã quan tâm tham gia theo dõi chương trình Insights mùa số 2 của các chuyên gia công ty cổ phần chứng khoán VN-Direct. Thì ở tuần trước, thứ hai tuần trước, cũng giờ này 3 giờ, thì các chuyên gia của VN-Direct đã chia sẻ chúng ta về bức tranh, the big picture, đúng không ạ? Tức là làm sao để mà chúng ta coi những cái kênh cổ phiếu, các kênh tài sản là một cái kênh tích sản dài hạn trong cái danh mục đầu tư của các quý nhà đầu tư. Thì tuần này để mà tiếp tục cái câu chuyện đó thì chúng tôi trao đổi với nhau về cái đề tài là kích hoạt ý tưởng đầu tư tích sản như nào. Thì trước khi đi vào nội dung chi tiết thì cho phép tôi xin giới thiệu thành viên các thành viên của buổi trao đổi ngày hôm nay. Đầu tiên là anh Cao Minh Hoàng, là giám đốc đầu tư của công ty quản lý quỹ IBAM, IB Asset Management. Thứ hai là anh Nguyễn Thanh Tuấn, là trưởng phòng phân tích equity của công ty quản lý chứng khoán VN-Direct, và cùng các chuyên gia của khối dịch vụ đầu tư quản lý tài sản, đó là gồm cả anh Bùi Xuân Tùng, anh Đặng Trọng Phục, tôi là Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Và hy vọng cho hôm nay chúng ta sẽ có một buổi thảo luận thật là sôi nổi và thú vị ha. Rồi, cũng như mọi khi thôi, chúng tôi sẽ tập trung trao đổi trên ba vấn đề chính. Một là sẽ cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính thế giới Việt Nam một rất là nhanh thôi. Sau đó đi vào phần chính của ngày hôm nay là lựa chọn ý tưởng đầu tư tích sản như nào, và cuối cùng là một số định hướng nhà đầu tư nên hành động thế nào trong ngắn trung và dài hạn ở giai đoạn này. Sau đó chúng ta sẽ có một phần Q&A, tức là phần đầu thảo luận khoảng độ 45 phút, và sau đó sẽ có 15 phút giao lưu ở phần cuối. Cho nên là xin mời các quý nhà đầu tư trong quá trình lắng nghe thảo luận thì có thể đặt câu hỏi luôn trên Facebook của VN Direct của chúng tôi. Đầu tiên tôi xin đi vào cái phần đầu tiên, go through rất là nhanh các cái số liệu cập nhật thôi về tình hình Covid-19. Thì chung là chúng ta lấy các cái số liệu tổng hợp cho đến giờ thì số nhiễm là đã trên 2-3 triệu người rồi, và chết là cũng gần 1 triệu người. Nhưng mà trong cùng lúc đó thì cái số hồi phục cũng rất là lớn, 16 triệu. Một số biểu đồ này tôi đi nhanh thôi. Ở Việt Nam thì con số đã vượt trên 1.000 người mắc rồi, và tử vong là 27 người. Cái đồ thị tăng vẫn còn tăng. Một số cái thông tin kinh tế vĩ mô đáng chú ý trong tuần. Đây là cập nhật tăng trưởng GDP quý 2 của một số quốc gia trên thế giới. Ví dụ như Anh đó, là GDP quý 2 giảm đến 20,4% so với quý trước. Và trong khi đó là GDP của Mỹ là và Đức là giảm lần lượt là 10%. Italia là mất 12%, Pháp 14%, Tây Ban Nha 19%. Lý do thì không có gì khác ngoài việc là chi tiêu cho các hoạt động đòi hỏi tiếp xúc xã hội là chiếm khoảng 13% sản lượng của Anh, so với khoảng 11% ở Mỹ và 10% ở khu vực Euro. Về thông tin ở Việt Nam thì có một cái thông tin là Ngân hàng Nhà nước vừa ra thông tư số 08/2020 về nội dung là lùi lộ trình quy định đối với tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn. Thì các chuyên gia của VN-Direct đánh giá là cái tác động này trong ngắn hạn nó cũng không có tác động nhiều lắm, bởi vì là với đa số các ngân hàng hiện tại thì cũng đã đáp ứng được theo quy định này rồi. Tuy nhiên thì trong dài hạn, tức là 2022 và 2023, thì cái quy định này sẽ giúp hỗ trợ cho các ngân hàng giảm được chi phí vốn khi mà hoạt động kinh tế hồi phục. Chúng tôi cũng có thống kê thử các cái kênh tài sản trong trong khoảng độ từ năm 2000 tới thành lập công ty thị trường chứng khoán của chúng ta đến nay. Thì kênh vàng đã tăng khoảng 8,8% một năm, khá là cao đúng không? Nhưng mà vẫn không cao so với chứng khoán. 10% là chưa tính cổ tức, nếu mà tính cổ tức thêm độ khoảng từ 3-4% thì có thể là nó sẽ có vượt trội rồi vàng. Kênh bất động sản thì về băng tháo phần này thì tôi thống kê nhanh thôi, đúng không? Trái phiếu thì tăng, S&P 500 thì liên tục lập kỷ lục đỉnh cao mọi thời đại rồi. Trong khi đó thì VN biến động là VN-Index của chúng ta biến động ngày càng hẹp, và như ngày hôm nay là cũng phiên khá tích cực. Tí nữa thì các analyst sẽ cập nhật thêm cho chúng ta. Hiện tại thì nhà đầu tư nước ngoài mua bán ở Việt Nam khá là cân bằng. Hiện tại định giá của thị trường Việt Nam được đánh giá là ở mức trung bình, không quá rẻ nhưng cũng không quá đắt. Đây là một số diễn biến của một số nhóm cổ phiếu thôi. Tí nữa các chuyên gia sẽ thảo luận thêm. Thế thì xin mời các chuyên gia có thể update thêm cho các nhà đầu tư một chút là ở giai đoạn này thì khi mà các nhà đầu tư cần nhìn vào thị trường, đúng không? Cơ hội và rủi ro thì chúng ta cần lưu ý vấn đề gì trong ngắn trung và dài hạn. Xin mời anh Hoàng chia sẻ. Cảm ơn anh Quang. Hôm nay cũng có cái dịp quay lại chia sẻ với số 20 của D Insight.
Thì trên giác độ của một nhà quan sát cũng như là một thành viên trong thị trường thì rõ ràng là Việt Nam, thị trường tài chính Việt Nam nằm trong một cái biến động chung của tài chính thế giới, và xu hướng gọi là xu hướng lớn nhất mà tất cả những người trong thị trường tài chính hiện giờ đang dõi theo đấy chính là xu hướng của Fed với tư cách là người chơi lớn nhất. Thì chúng ta có thể thấy là trong 5 tháng vừa qua thì tổng tài sản của Fed đã tăng rất là nhanh, khoảng đâu đấy là khoảng gần 5.000 tỷ đô, tức là gấp khoảng hơn 2 lần so với cả quy mô tổng tài sản của Fed trước đó. Thì chúng ta có thể thấy là cái mức dư thừa thanh khoản rất là cao, và những cái con số như là trái phiếu chính phủ của Mỹ có lợi suất nó chỉ 0,1% của tất cả các kỳ hạn, thì cũng có thể nói là nhà đầu tư đang khá là dư thừa về tiền mặt, mặc dù là trong cái bối cảnh dịch bệnh như anh Quang đã đề cập ở đây là Việt Nam thì cũng hơn 1.000 ca rồi, thế giới thì cũng 20 mấy triệu người nhiễm, nhưng mà tất nhiên là những cái lo lắng về dịch bệnh đấy đã bị xóa nhòa phần nào bởi cái gọi là dư thừa thanh khoản và tích cực do Fed tạo ra cho những nhà kinh tế thế giới. Chính vì vậy mà tất cả kênh đầu tư đều tăng rất là mạnh, từ chứng khoán Mỹ, chứng khoán Việt Nam từ tháng 4 đến nay tăng rất là mạnh. Vàng, các bạn có thể nhìn thấy là 2.000 đô, 60 triệu Việt Nam. Thì Bitcoin, những cái đồng tiền số cũng tăng rất là mạnh. Thì nó chỉ thể hiện một điều là tất cả những cái kênh đầu tư tài chính đều có một cái phần nào đó hưởng lợi từ cái việc là thế giới đang dư thừa thanh khoản. Và tôi nghĩ là thời điểm này cái phần rủi ro nó sẽ đến một cách bất ngờ, rất là khó lường nếu như mà lạm phát có thể quay trở lại do cái hẫng về mặt cung cầu, nguồn cung của thế giới, ví dụ như là thực phẩm do thiên tai dịch bệnh có thể đến, thì cái đấy mới là cái đáng lo ngại. Còn ở hiện thời hiện tại thì tôi thấy là cái xu hướng tăng nó đang khá là bền vững cũng như là lan tỏa khá rộng cho giữa kênh đầu tư. Rồi anh Tuấn có thể bổ sung thêm không? Anh Quang thì em cũng chia sẻ một chút, chắc là nói về cái quan điểm về cái đợt mà thị trường từ giai đoạn mà bắt đầu có những cái ca Covid từ ở cuối tháng 7 Đà Nẵng đến bây giờ, thì như anh Hòa thì hôm nay là coi như là đã quay lại trả hết những cái phần mà đã bị giảm từ cuối tháng 7 đúng không anh Hòa? Thì cái đợt giảm đấy thì chắc là bảo là có bất ngờ không thì chắc là cũng nó cũng xuất hiện bảo là cũng nhanh trong bối cảnh là hơn 100 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới, nhưng mà chắc là các nhà đầu tư, dân đầu tư tài chính thì chắc ai cũng nghĩ cũng có cái rủi ro là biết đâu có một ca Covid nào để nó quay lại. Thì cái diễn biến của thị trường nó chắc là nó sẽ trả lời cho câu hỏi là nhà đầu tư hay thậm chí thị trường chứng khoán đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cái đợt dịch mới chưa. Không nói về doanh nghiệp họ chuẩn bị hay không thì mình không biết, nhưng mà nhà đầu tư đã chuẩn bị cho một đợt dịch mới chưa. Thì sau khoảng 2-3 phiên đầu giảm rất là mạnh thì bắt đầu em cũng đang nghĩ là khả năng thị trường chưa sẵn sàng, nhưng mà sau đấy thì chắc là cũng chỉ 3 phiên sau đấy thị trường bắt đầu tạo đáy và đi lên dần dần. Và thực ra tính từ thời điểm bắt đầu có những ca nhiễm đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại là 1 tháng, và nếu mà quay lại cái mốc mà hồi tháng 3 ấy, ca nhiễm mà bệnh nhân số 17 là mùng 7 tháng 3 cho đến khoảng thị trường tạo đáy là khoảng 3 tuần, thì chắc là cái giai đoạn này thì cũng có cái thời gian tương đương. Thì em thấy là thì phải nghĩ lại là thị trường thật ra đã có sự chuẩn bị tâm lý cho một cái rủi ro là có cái đợt Covid quay lại. Và tuy nhiên chắc là cái mà mọi người không ngờ đấy là cái mức độ nhanh chóng và cái số lượng ca nó tăng nhanh hơn so với dự kiến, thì có thể điều đấy khiến cho thị trường đã giảm rất là mạnh và sâu trong giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên thì sau một vài hôm thì có vẻ là thị trường đã quay lại cái mốc cân bằng về mặt tâm lý. Về đối với quan sát về qua một giai đoạn vừa rồi thì một loạt các doanh nghiệp họ tổ chức cái AM, tổ chức cổ đông ấy, thì quan sát thì doanh nghiệp họ cũng khá là thận trọng
cũng và cũng có phân hóa. Một số doanh nghiệp họ khá là tự tin là thì có thể là cái đợt này họ cảm thấy là không nặng nề như giai đoạn trước. Ví dụ như Vinamilk chẳng hạn thì họ cũng bảo là họ thấy là có vẻ là tất cả mọi người đã chuẩn bị tâm lý cho cái việc này rồi. Và có thể là số ca nó nặng hơn cái mức lockdown đối với Đà Nẵng có thể nặng hơn, nhưng mà họ vẫn thấy là mọi thứ nó không sẽ không quá kiểu bi đát như hồi tháng 3. Và thứ hai là họ một số các doanh nghiệp họ cũng có cái quan điểm với là giai đoạn trước mọi người quá sợ, mọi người tất cả mọi người đều lo sợ vì là chúng ta phải đối diện với một thứ mà mình không hiểu. Bây giờ chúng ta đã chuẩn bị có mấy tháng để chuẩn bị cho một thứ mình đã hiểu rồi, mặc dù cái đợt thứ hai này nó nặng hơn thì thị trường có vẻ cũng đã lấy lại được cái đà tâm lý đấy, thì có lẽ cũng giải thích cho việc tại sao thị trường cũng sớm hồi phục như vậy. Còn về mặt đấy là về mặt tâm lý của thị trường, còn về mặt kết quả kinh doanh thì có vẻ như mọi thứ nó cũng sẽ vẫn như bài bức tranh cũ đấy là chúng ta nên quên năm 2020 đi và nhìn vào năm 2021. Và thực tế là diễn biến các cổ phiếu cũng vậy, những doanh nghiệp nào mà họ tăng hay là thứ đều là những doanh nghiệp mà có cái bức tranh dài hạn nhiều hơn là hơn là mức ngắn hạn. Thì đấy là cái quan điểm của em về thị trường giai đoạn này. Rồi anh Tùng, mình nhớ là ở cái mùa số 1 khi mà chúng ta bắt đầu cái chương trình The Insight về theo dõi và đánh giá các kênh tài sản và thị trường, và thì anh Tùng là nằm trong số nhóm những người mà thận trọng nhất, đặc biệt là về vấn đề Covid và nền kinh tế. Thì cho đến giờ thì rõ ràng là nó đi theo hướng đúng như anh Tùng đưa ra dự báo rồi, nhưng mà dường như là về mặt thị trường thì nó lại có vẻ như nó lại lạc quan hơn so với cái thực tế như vậy. Thì từ cái view của anh Tùng, chúng ta biết là cái hình thức panel discussion chúng ta không quan trọng lắm cái chuyện là view đúng hay view sai, đúng không? Thì quan trọng là cứ mỗi panelist sẽ đưa ra quan điểm của mình, còn lại thì các quý nhà đầu tư sẽ cùng lắng nghe. Mỗi người mà mang về nhà cho mình cái gì đó mà mình cảm thấy đúc kết được được thôi, đúng không ạ? Thì anh từ góc độ của anh, anh nhìn thấy cái cơ hội và cái rủi ro ở giai đoạn này như thế nào, đặc biệt là hồi nãy anh Hoàng đã nhắc đến, mặc dù là anh Hoàng cũng chỉ ra được cái yếu tố dòng tiền hỗ trợ cho thị trường rất nhiều, nhưng đồng thời anh cũng chỉ ra cái rủi ro về mặt lạm phát, nếu mà nó có thì nó sẽ làm cho cái hoạt động bơm tiền của ngân hàng trung ương bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Vâng. Thì anh đánh giá thế nào trong cái bức tranh chung như vậy, cơ hội và rủi ro ở giai đoạn này là sao? Và anh Quang nhắc về các số từ khi mà dịch Covid mới bắt đầu, thì thực ra trong những số đấy thì mình cũng nói là thực ra chúng ta không nghe, tức là bản thân em chẳng hạn thì em rất khó dự đoán thị trường. Và em cho rằng phần lớn mọi người cũng không dự đoán được thị trường chứng khoán nó như thế nào. Đôi khi là chúng ta không biết là ngày mai chúng ta ăn gì, chúng ta sao biết thị trường ngày mai nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Tháng sau như thế nào, năm sau như thế nào. Tuy nhiên chúng ta biết một điểm là về dài hạn, 5 năm nữa, 10 năm nữa thì thị trường chứng khoán đâu đấy nó sẽ phản ánh vào nền kinh tế. Thì đấy là một cái điểm mà giống như là giá cổ phiếu thì về dài hạn thì nó sẽ phản ánh vào cái giá trị của doanh nghiệp đấy, nó sẽ tăng trưởng như thế nào. Rồi thì trong cái tình huống là mình không dự đoán được thị trường ấy thì mình đầu tư như thế nào, đúng không ạ? Trong khi mà dịch bệnh thì mình cũng không biết, nền kinh tế cũng không biết, mà nếu mà mình biết thì thấy cái view thì nó theo cái dự đoán của mình thì nó khá là bi quan hạn, thì mình đầu tư trong tình huống như thế nào? Thì thông thường trong những tình huống đấy thì em thường lựa chọn những cơ hội đầu tư mà nó sẽ không phụ thuộc vào thị trường mà sẽ phụ thuộc vào cái nội tại của cái doanh nghiệp đấy nhiều hơn. Em thì đứng ở vai trò là một nhà đầu tư cá nhân nhỏ thôi, số vốn của mình nhỏ thôi, thì cái cơ hội đầu tư của mình nó trải rộng rất là nhiều. Ví dụ như là mình có thể lựa chọn cho 1.700 cổ phiếu, thay vì như anh Hoàng cầm rất là nhiều tiền thì anh Hoàng chỉ đâu đấy lựa chọn được 50 cổ phiếu lớn nhất chẳng hạn. Thì trong cái số lựa chọn của mình rất là nhiều đấy thì có rất là nhiều cơ hội mà nó, ví dụ như cái trong cái giai đoạn vừa rồi em đầu tư vào một doanh nghiệp mà nó rơi vào tình huống là doanh nghiệp giải thể chẳng hạn, và chia tiền nhà đầu tư, thì nó, một tình huống đó chẳng hạn thì nó không phụ thuộc vào là thị trường lên hay xuống hay nền kinh tế như thế nào. Thì ví dụ đấy là một cái lựa chọn là chúng ta có thể lựa chọn trong những tình huống mà cái tình hình nó, cái mức độ biến động nó rất là cao. Đấy. Còn về nền kinh tế thì em, hoặc là về thị trường chứng khoán thì em nghĩ là rất khó dự báo. Ok, Tùng cũng khá là tức là nó cũng khá là tự nhiên, nó dẫn dắt đến cái topic của chúng ta ngày hôm nay, đúng không? Để có câu chuyện là chúng ta
trong một bức tranh mà xen lẫn sáng tối và rất nhiều cái uncertainty, người ta gọi là những điều bất định. Mà thật ra là suy cho cùng thì từ cái hồi mà chúng ta tham gia thị trường chứng khoán đến đây thì chả lúc nào mà không có yếu tố bất định cả. Thế nên mới cần là chúng ta lựa chọn như nào và định hướng cho nhà đầu tư giai đoạn này như nào. Thì chắc là tôi xin phép vừa rồi là ba Rick cũng ta vừa khái quát chúng ta bức tranh lớn chung như vậy để các nhà đầu tư có thể có một sự cập nhật. Thì chúng ta sẽ đi thẳng luôn vào nội dung chính ngày hôm nay. Trong một cái bức tranh như vậy thì lựa chọn ý tưởng như thế nào? Thì đây là các cái tiêu chí lựa chọn cổ phiếu ha. Đây là một kênh thôi, tí nữa các chuyên gia có thể mở rộng thêm các cái kênh khác. Mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói nhiều về cổ phiếu hơn, sau đó chúng ta có thể mở rộng thêm. Thế thì những cái tiêu chí mà để có thể chọn này, ví dụ cổ phiếu nó nằm trong ngành còn nhiều tiềm năng tăng trưởng đúng không ạ, thì chúng ta có một cái room dư địa tốt. Rồi chúng ta dựa vào cái lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp nó như nào, phần quản trị điều hành như nào, và cái định giá nó có hấp dẫn hay không. Đó là những cái tiêu chí chính mà chúng ta sẽ nhìn. Rồi thì còn về các cái key investment team, đây là mình dùng cái từ tiếng Anh nhưng mà tiếng Việt lại khá là những cái câu chuyện đúng không, để từ đó chúng ta có thể lựa chọn cơ hội như nào. Thì ở đây không phải là mang tính chất là để ấn định hay là dẫn dắt cho cái vào list nhé. Chỉ là gọi là từ phía mình tổng hợp từ các câu chuyện trên thị trường thôi, còn lại thì view và lựa chọn thoải mái thuộc về các panelist thôi nha. Thì ở đây tôi chỉ list lên có mấy cái câu chuyện sau đây mà các nhà đầu tư đang quan tâm, mong là các panelist chia sẻ. Đó là một cái là một cái theme từ là hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế dài hạn và tầng lớp trung lưu tăng mạnh trong cái giai đoạn những năm tới, đúng không ạ? Thì tại sao tôi raise cái chủ đề này lên? Bởi vì là khối quản lý tài sản thì chúng ta đang có một cái con đường giúp các nhà đầu tư là chúng ta không phải quá lo lắng về cái biến động cổ phiếu trong ngắn hạn. Mà là điều quan trọng nhất là nếu mà các anh chị đưa ra một kế hoạch xây dựng kế hoạch tài chính cho mình, xây dựng kế hoạch đầu tư cho một cái tương lai 5 đến 10 năm nữa, đúng không? Để anh chị có thể giải quyết được bài toán là làm sao để mình có một cái sức khỏe tài chính tốt và mình đầu tư mình ngủ ngon, đúng không ạ? Thì có thể là trong giai đoạn ngắn hạn này có một số biến động này kia, nhưng mà về mặt dài hạn thì đây là một câu chuyện mà rõ ràng rất là hiện hữu ở Việt Nam, đúng không ạ? Thứ hai là một câu chuyện mà cũng được nhắc rất là nhiều, đó là về đầu tư công. Thì những cái ngành xung quanh như là xây dựng, hạ tầng, rồi vật liệu xây dựng như nào trong cái câu chuyện đó thì chúng ta cũng còn rất nhiều câu hỏi cần đặt ra. Ví dụ nếu mà đã phản ánh thì phản ánh hết chưa? Đầu tư công có thực sự là ngon hay không? Cái tiến độ giải ngân từ đầu năm đến giờ như nào? Và trong thời gian tới liệu có gỡ được các cái khúc mắc đó hay không? Đó là những câu chuyện rất lớn mà chúng ta cần phải thảo luận. Rồi một cái nữa là cái ngành công nghệ. Đúng là chúng ta chưa bao giờ chúng ta sống ở một cái giai đoạn mà cái công nghệ nó thay đổi nhanh như vậy và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống hàng ngày của tất cả người dân của chúng ta luôn. Bây giờ nó sinh ra một cái tầng lớp mới mà những bạn trẻ mà mới ra trường có một vài năm thôi, hoàn toàn cầm trong tay một hàng trăm tỷ là chuyện bình thường luôn. Chúng ta không thể ngờ được ở những cái góc cạnh khác của xã hội khi người ta tận dụng được cái cơ hội này. Đúng không? Rồi những cái ngành như là đặc thù ở Việt Nam như là hạ tầng nước có những lợi thế cạnh tranh rất là bền vững, đúng không ạ? Rồi cái câu chuyện về sự dịch chuỗi giá trị trên toàn thế giới, đúng không? Thì có những cái ngành mà sẽ được hưởng lợi từ trong đó là những cái câu chuyện mà tôi tạm list ra đây, đúng không ạ? Thì bây giờ xin mời các panelist chia sẻ thêm với là có thể cụ thể hơn, từ chúng ta đi từ tổng quát đến chi tiết ha. Đầu tiên là tổng quát trước, thì các anh chị có thấy những cái câu chuyện tôi list ra đây như này, có chỗ nào mà cần làm rõ thêm hay không, có bổ sung thêm chỗ nào hay không, hoặc là cụ thể hơn nó sẽ như nào để làm rõ? Chắc là xin mời anh Phục chia sẻ cho các bạn từ đầu tiên. Dạ vâng, thì như anh Quang có chia sẻ, đó là những cái câu chuyện rất là rõ ràng, như là về tăng trưởng kinh tế dài hạn, rồi từ tầng lớp trung lưu của Việt Nam tăng chẳng hạn, hay là đầu tư công, rồi là công nghệ, rồi hạ tầng điện nước là một ngành không những là phòng thủ mà còn là ngành tăng trưởng ở Việt Nam cơ. Rồi là dịch chuyển chuỗi giá trị như bất động sản, khu công nghiệp, rồi là cảng biển, rồi vân vân. Thì tôi cũng chỉ xin trao đổi thêm một chút về cái việc là hưởng lợi từ cái tăng trưởng kinh tế dài hạn và tầng lớp trung lưu tăng mạnh. Thì tôi đặc biệt là cũng yêu thích cái lĩnh vực bán lẻ và ngân hàng. Thì bởi vì như theo một cái nghiên cứu ở trên thế giới, thì khi mà thu nhập bình quân đầu người đạt ngưỡng $3,000 thì từ lúc đó trở đi thì cái tốc độ tăng trưởng tiêu dùng của họ gấp nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng thu nhập. Bởi vì tôi ví dụ như này, ví dụ giả định là chúng ta $3,000 là chúng ta đủ các cái nhu cầu thiết yếu chẳng hạn đó, thì lên $3,500, $3,600 đi thì chúng ta tăng trưởng thu nhập 20%, thì khi đó cái tiền dôi dư của chúng ta là được 20% đó, đúng không ạ?
nhưng chỉ cần thu nhập tăng lên 4.200 đô, tức là thu nhập từ 3.000 lên 4.200 đô là tăng 40% chẳng hạn, thì cái thu nhập dôi dư nó lại tăng từ 600 đô lên 1.200 đô, tức là tăng gấp đôi. Thế như vậy là từ khi Việt Nam, tức là hết năm nay Việt Nam có thể đạt thu nhập GDP bình quân đầu người khoảng 3.000 đô. Thì trong khi đó là theo dự báo thì tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam vẫn rất cao, có thể đạt 5 đến 7% trong 5 đến 10 năm tới. Chính vì thế cái tiền dôi dư để cho cái lĩnh vực như tiêu dùng, bán lẻ thì tôi cho rằng là trong vài năm tới sẽ có một sự bùng nổ rất mạnh mẽ. Bên cạnh đó là các cái kênh bán truyền thống ở Việt Nam vẫn chiếm chủ đạo. Các kênh hiện đại hiện nay mới chiếm có khoảng 25% thôi. Thì đây cũng là một cái cơ hội rất tốt, không những tăng trưởng nhờ cái việc sức cầu toàn nền kinh tế tăng, mà còn tăng trưởng nhờ việc chiếm được thị phần của các cái hoạt động kinh doanh truyền thống như chợ cóc, chợ tạm, rồi là các cái chợ truyền thống. Đó, do đó là tôi rất là đánh giá cao cái lĩnh vực bán lẻ. Bên cạnh đó thì lĩnh vực ngân hàng là một lĩnh vực gọi là thiết yếu của nền kinh tế đấy, phải nói là thiết yếu đấy. Thì lĩnh vực ngân hàng có một đặc thù của nó là tăng trưởng thường cao khoảng gấp hơn 2 lần đến 2,5 lần so với tăng trưởng GDP. Do là khi tăng trưởng tín dụng ấy thì thứ nhất là phục vụ cái việc tăng trưởng GDP, thứ hai là nền kinh tế vẫn còn có lạm phát, thế thành ra cái tăng trưởng tín dụng nó sẽ lớn hơn. Ngoài ra thì như chúng ta có thể thấy, nhờ công nghệ mà bây giờ rất nhiều người đã tiếp cận được đến các cái dịch vụ ngân hàng rất nhiều. Thế do đó là ngay cả những người ở những khu vực nông thôn cũng đang tiếp cận rất mạnh mẽ. Và cái kênh ngân hàng sau này không chỉ là tín dụng truyền thống mà còn liên quan đến rất là nhiều các cái mảng khác, ví dụ như là bảo hiểm này, rồi là như là trái phiếu này, rồi thậm chí họ cũng có các cái công ty liên quan đến quản lý quỹ để phục vụ quý nhà đầu tư, những người đang có thu nhập dôi dư như hiện nay. Đó. Thì trên đây là tôi có trao đổi chút về ngành bán lẻ và ngành ngân hàng. Rồi, xin cảm ơn anh Phục. Đó là anh Phục nhìn dài hạn đúng không? Vâng ạ. Còn nếu mà trong ngắn và trung hạn thì anh nghĩ là với tình hình Covid như này thì những ngành mà anh rất thích như thế thì nó có bị ảnh hưởng gì không? Theo view của anh như thế nào? Vâng. Thì trong ngắn hạn thì rõ ràng là ngành bán lẻ và ngành ngân hàng là hai trong những cái ngành bị ảnh hưởng mạnh nhất. Ngân hàng thì bị nợ xấu gia tăng, bán lẻ thì bị cái nhu cầu bị thắt chặt chi tiêu của người dân. Tuy vậy thì chúng tôi cũng nhìn thấy ví dụ ngành ngân hàng hay ngành bán lẻ thì cổ phiếu đã giá đã điều chỉnh một mức khá là cao. Ví dụ như ngành bán lẻ có cổ phiếu Thế Giới Di Động hay PNG thì cũng đã giảm giá đâu đó khoảng độ 35% rồi so với cái mức cao năm 2018. Hay ngành ngân hàng thì các ngân hàng về cơ bản cũng giảm giá khoảng từ 30 đến 55% từ cái mức cao rồi. Thì xét về cái mức định giá với cái nội tại có xấu đi như thế thì chúng tôi vẫn thấy được rằng là ngành ngân hàng với ngành bán lẻ hiện tại là không phải là đắt. Đấy, còn nếu mà chúng ta tầm nhìn dài hơn thì nó tương đối hấp dẫn. Rồi ok, chúng ta sẽ đi vào chi tiết thêm ở cái phần sau một chút. Đúng không? Bây giờ chúng ta đang thảo luận ở phần tổng quan trước, và các cái investment team, key investment team như nào. Thì xin mời anh Hoàng có thể bổ sung thêm những cái câu chuyện đầu tư mà thấy hấp dẫn trong trung hạn hay là trong dài hạn, hay là từ đến cuối năm như nào, các bạn cũng có thể. Thực ra đầu tư chúng ta sẽ là một cái chuỗi song hành cùng tất cả mọi người trong từ ngắn hạn đến dài hạn. Thì nếu như mà về dài hạn thì rõ ràng là tôi có một niềm tin rất lớn vào thị trường chứng khoán. Đấy, và thị trường chứng khoán thì hãy chọn những cái nhóm ngành như có cái sức sống và chính là những cái sản phẩm mà chúng ta tiêu dùng hàng ngày để đầu tư, và chọn những công ty tốt nhất để đầu tư, ví dụ như là Thế Di Động, là FPT hay là Vietcombank, thì đấy là những cái khoản đầu tư rất là phù hợp trong dài hạn. Còn nếu như mà trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá, tức là lựa chọn những kênh đầu tư mà có thể là hấp dẫn hơn, ví dụ như là bất động sản với những người có vốn lớn, hay là những cái khoản đầu tư nhỏ hơn như là trái phiếu với những người có cái phần tích lũy hàng tháng nhưng mà kỳ vọng nó không quá nhiều, chỉ khoảng đâu đấy khoảng từ 8-10% thì có thể lựa chọn trái phiếu, là một cái kênh rất là hợp lý. Và còn những nguồn vốn đầu tư dài hạn thì nên là chứng khoán,
và chọn những công ty hàng đầu. Hoặc là chúng ta phải nắm bắt thật là rõ những câu chuyện mà công ty đấy sẽ có mức tăng trưởng tốt hơn những công ty hàng đầu đấy. Thì chúng ta sẽ phân bổ. Rồi, ở đây anh Hoàng vừa nhắc đến một cái chi tiết rất là quan trọng. Tức là anh không chỉ tiếp cận trên phương diện là những cái cổ phiếu cụ thể, đúng không ạ? Ý là như vậy, mà còn trên một bệnh viện là một cái danh mục tổng thể tài sản của mình, đúng không ạ? Như anh có nhắc đến kênh bất động sản hay là trái phiếu ở từng giai đoạn, đúng không ạ? Anh có nhắc mạnh đến là nếu mà dài hạn thì bắt đầu chúng ta mới cân nhắc đến cái cổ phiếu. Thế thì anh Hoàng có thể cung cấp thêm cho nhà tư là dài hạn đây là ý anh muốn nói là cái đơn vị số 5 là như nào? Vì là nhắc đến dài hạn đây, tức là các doanh nghiệp thì thường là cần một cái khoảng thời gian mới bộc lộ được rõ hết những cái lợi thế của mình trong hoạt động kinh doanh. Và bản thân những cái công ty trong quá trình kinh doanh của mình thì báo cáo cho cổ đông trung bình là khoảng một quý một lần, những có cái báo cáo tài chính hàng quý. Những công ty có cái hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt thì có thể là hàng tháng. Nhưng tuy nhiên thì nếu mà tính đơn vị hàng quý thì đấy cũng là bắt đầu là mỗi một quý mới có thêm thông tin về tình tài chính, về số liệu bán hàng, thì đấy là sẽ là những cái danh mục dài hạn. Còn về phần trái phiếu là ngắn hạn hơn, thì tức là chúng ta có thể phân bổ những nguồn tiền mà chúng ta tích lũy trong ngắn hạn, nhưng mà chúng ta lại kỳ vọng, quan trọng là kỳ vọng là vừa phải. Chúng ta phân bổ trái phiếu. Ok. Còn anh Tuấn, xét trên phương diện các investment team cho ngắn trung và dài hạn thì anh thấy những câu chuyện này như thế nào? Nếu mà xét những câu chuyện về trung và dài hạn thì chắc là cái câu chuyện về công nghệ và hạ tầng nước là những câu chuyện dài nhất. Tuy nhiên là nếu mà để vào là hai cái investment team này thì câu chuyện kể thì có thể rất là hay, nhưng mà hiện tại để mà nhà đầu tư có thể đầu tư ấy thì gần như nhà đầu tư không thể pick được cổ phiếu, vì có rất ít cổ phiếu trong những cái ngành này là một. Thứ hai là nếu mà có thì cũng không có thanh khoản, và nó cũng không hẳn là câu chuyện về công nghệ. Còn nếu mà ví dụ như câu chuyện công nghệ thì FPT chắc cũng không phải là Facebook hay là Google có để mà chia sẻ chung với câu chuyện đấy, bởi vì bây giờ hiện tại FPT vẫn chưa thoát được khỏi mô hình gia công phần mềm. Thì ở đây thì tôi nghĩ thì là hai câu chuyện này nó là câu chuyện dài, và chắc là phải chờ cả những cổ phiếu mới niêm yết nữa thì chúng ta mới có được bức tranh này nó rộng hơn. Còn về cái câu chuyện về dịch chuyển chuỗi giá trị đầu tư công thì chắc là nó là hai câu chuyện nó sát sườn hơn, nó vừa ngắn nó vừa dài. Đầu tư công thì ngay bây giờ chúng ta đã nhắc đến nhiều rồi, khối phân tích VN-Index cũng ra cái báo cáo từ tháng 3, và mặc dù là có rất nhiều người bảo là giá cổ phiếu hay là giá cổ phiếu đã chạy trước cái kết quả kinh doanh, nhưng mà thật ra thì nếu như mà có thể nhìn lại cái giai đoạn hồi 2014, 2015 cũng giai đoạn mà cũng đẩy mạnh đầu tư công, đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng ấy, thì cái sóng đầu tư công thường khá là dài. Và trong giai đoạn đấy thì các cổ phiếu, các doanh nghiệp họ cũng có khoảng 2 đến 3 đợt tăng giá, có lên có xuống. Thì nói chung đầu tư công là một câu chuyện khá là dài. Và nói về đầu tư công thì chắc là cái nhóm ngành vật liệu xây dựng thì vẫn là sẽ là nhóm ngành được hưởng lợi chủ yếu, bởi vì xây dựng hạ tầng thì còn phải tùy vào cái việc là doanh nghiệp họ có đấu thầu được hay không, và cái quan hệ của họ với cái chủ đầu tư hay là với các cái nhà nước và kinh nghiệm của họ như thế nào. Trong khi đó vật liệu xây dựng thì đối với các doanh nghiệp đang niêm yết thì cũng đều là các doanh nghiệp thuộc dạng dẫn đầu thị trường rồi, thì họ đều có thể được hưởng lợi. Một số người thì kiểu có vẻ hoài nghi về câu chuyện của vật liệu xây dựng, ví dụ họ bảo là Hòa Phát thì có được hưởng lợi gì về từ cái ngành đầu tư công, thì chắc là chỉ cần một cái thông tin đấy là Hòa Phát trúng thầu cái việc cung cấp thép cho cái dự án cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất và Nội Bài thì chắc cũng là trả lời một phần cái lý do cho cái việc là Hòa Phát được hưởng lợi hay không. Thì cũng xin nhắc lại là khối phân tích đánh giá là đối với riêng ngành thép, bởi vì gắn với cổ phiếu gần như là cổ phiếu Quốc Dân Hòa Phát ấy, thì VN-Index đánh giá là cái ngành thép được hưởng lợi từ cái phía về giá chứ không về sản lượng. Cái mức độ cái việc đầu tư các cái dự án đầu tư công mà sử dụng thép thì chắc cũng sẽ không nhiều bằng các dự án bất động sản. Tuy nhiên đấy là cái việc mà nếu mà nhà nước đẩy mạnh đầu tư công và các cái dự án cầu đường họ có sử dụng thép ấy, nó có thêm một cái lượng cầu tiềm năng thì khiến cho cái mức giá giảm trong giai đoạn sắp tới nó không
nó có thể cắt đứt cái chuỗi giảm giá thép trong giai đoạn vừa rồi, thì nó sẽ đỡ cho các cái doanh nghiệp thép, chứ không chỉ đơn giản là tăng về cái sản lượng. Còn cuối cùng là nói về cái phần mà tiêu dùng ấy, thì cũng đồng ý là cái ngành bán lẻ và ngân hàng thì đều sẽ là những cái ngành trong dài hạn nó sẽ được hưởng lợi. Thì vấn đề là đầu tư vào nhóm ngành này như thế nào, thì vẫn nhắc lại cái câu đã nói là mọi người hãy quên năm 2020 đi, hãy quên kết quả kinh doanh 2020 đi, mà hãy nhìn vào những gì mà các doanh nghiệp họ đang làm trong năm nay để quyết định đầu tư. Ví dụ các doanh nghiệp mà họ tận dụng cái giai đoạn mà cả thị trường khó khăn như thế này để họ mở rộng, họ tái cấu trúc và họ chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng mới ấy, thì đấy sẽ là những cái cơ hội tiềm năng cho nhà đầu tư, đặc biệt là trong cái xu hướng mà tăng trưởng kinh tế không thể đứt gãy trong vòng 10 năm tới được, có thể nó bị gián đoạn trong vòng 1 đến 2 năm thôi. Thì những ông nào chuẩn bị tốt hơn thì những cái ông đấy sẽ là những người trở lại mạnh mẽ nhất. Thì đấy là cái quan điểm đầu tư đối với cái nhóm ngành này. Rồi, đúng là có một cái view khá là toàn diện, rất là chi tiết nữa. Anh thậm chí có tầm nhìn đến 10 năm nữa. Rồi, nhưng mà bây giờ anh Tuấn nhìn trên các cái này này, anh có bổ sung thêm cái gì nữa không? Tuấn có bổ sung thêm cái gì ngoài những cái story này nữa không? Ở góc độ các investment team. Thực ra thì nếu như mà nói về các dịch chuyển về tăng trưởng kinh tế dài hạn và dịch chuyển chuỗi giá trị ấy, thì cả hai cái này phải link đến một cái, đấy là nhu cầu điện của Việt Nam sẽ cần phải gia tăng trong vài năm tới. Vì tốc độ tăng trưởng cái tiêu thụ điện lúc nào nó cũng sẽ gấp rưỡi cái GDP. Và đặc biệt là thu hút các cái bất động sản, khu công nghiệp thì chắc chắn là cái nhu cầu điện cũng sẽ tăng, cả nước nữa. Thì đó là câu chuyện nó liên quan đến nhau. Thì chắc là liên quan cái nhu cầu điện gia tăng, thì những cái doanh nghiệp mà có thể có ngành nhiệt điện có khả năng tăng công suất trong vài năm tới là một trong những ngành được hưởng lợi. Còn và những cái doanh nghiệp mà hạ tầng điện nữa là những cái mà sẽ là câu chuyện có thể được kể vài năm tới. Còn nếu mà nói ngành điện ngắn hạn thì chắc là có thể mọi người có thể quan tâm đến cái phần về thủy điện. Vì từ đầu năm nay thì mọi người cũng sợ là năm El Nino nắng nóng nhiều thì khiến cho cái nhu cầu về cái lượng nước nó ít và cái sẽ phải huy động điện than nhiều ấy. Thì nhưng mà có vẻ như là sau cái giai đoạn mà một tháng vừa qua thì mùa mưa quay lại và nó có vẻ là tích cực nhiều nước hơn so với kỳ vọng trước của mọi người, thì có thể mọi người sẽ phải cân nhắc lại về câu chuyện đầu tư trong ngắn hạn ngành điện, thay vì là điện than thì lại có thể là cuối năm nay mình sẽ phải chuyển hướng sang là thủy điện chứ không phải là điện than nữa. Thì đấy là hai cái bổ sung cho cái bức tranh đầu tư hiện tại. Rồi, như vậy là anh Tuấn bổ sung thêm đó là nhóm điện và hạ tầng điện, đúng không? Thì còn anh Tục, anh có bổ sung gì thêm về các cái investment team không? Cái câu chuyện đầu tư không? Em nghĩ thì chúng ta nhìn này là nhìn một chiều. Rồi. Tức là đầu tư thì để outperform thị trường, đúng không ạ? Thì suy nghĩ ở một tầng nó khác hơn một chút. Thì cái chúng ta nhìn đây là đều là các câu chuyện tốt, đúng không ạ? Thì chúng ta muốn pick cổ phiếu outperform thì chúng ta phải nhìn được cổ phiếu mà nó tốt hơn cái mà mọi người cho là tốt, đúng không ạ? Thì thực ra còn ở khía cạnh ngược lại nữa, về cái ngược lại nó lại có những câu chuyện xấu, đúng không? Câu chuyện xấu mình cũng có thể nhìn mà. Câu chuyện xấu nhìn thì thị trường lúc đấy nó ví dụ đao giá rất là mạnh, nhưng thực tế thì nó chưa xấu đến mức như thế chẳng hạn, đúng không? Thì em nghĩ là chưa còn liệt kê đây. Và lý tưởng nhất là gì ạ? Lý tưởng nhất là kết hợp cả hai cái đấy lại. Tức là sao? Tức là trong ngắn hạn thì là không xấu như là mọi người tưởng là xấu, và trong dài hạn thì nó lại tốt hơn là cái mọi người tưởng là tốt. Thì nếu mà mua được cái cơ hội như thế thì em nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp cho mình mua được mức giá hợp lý mà lại là nắm giữ được cổ phiếu tuyệt vời trong dài hạn. Okay. Trường phái đây contrarian, là đi ngược đám đông, đúng không ạ? Rất trễ mà, Sơn Tùng nhà đầu tư rất trễ mà. Chắc chắn là sẽ nhìn ở cái tầng nó sâu hơn, xem là phản ánh ở mức độ như nào để chúng ta tìm ra những cái gọi. Ok, cái phần đó thì chúng ta có thể nói trong chi tiết thêm ở đoạn sau một chút, vì nó sẽ liên quan đến những cái story cụ thể này kia các bạn như nào, đúng không ạ? Thế là như vậy. Rồi thì bây giờ chúng ta có thể đi vào chi tiết hơn một chút nhé. Ví dụ như trong cái nhóm bán lẻ đi, thì các panelist có bổ sung hay là bình luận gì thêm các cái cơ hội cụ thể trong cái câu chuyện này không? Ngoài những cái mà anh Phục đã nói cũng khá là rõ rồi, thì
thế ngày như Hoàng có bình luận gì thêm trong cái nhóm, bây giờ ta đi vào chi tiết ha, một số nhóm nhỏ nhỏ hơn bên trong. Thực ra cái ngành bán lẻ là một trong những cái ngành mà xương sống và đóng góp chủ yếu cho GDP của Việt Nam, và cái việc thu nhập khả dụng tăng lên mạnh mẽ sau khi vượt GDP đầu người vượt mốc 3.000 đô thì cái nhóm ngành bán lẻ sẽ là hưởng lợi nhiều nhất. Chính vì vậy mà tất cả các cái quỹ đầu tư nước ngoài khi mà nhắm đến Việt Nam họ cũng không bao giờ có thể bỏ qua được cái nhóm ngành bán lẻ. Và nếu trên phương diện là nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, thì chúng ta sẽ nên chọn những cái doanh nghiệp hàng đầu mà chúng ta phải có cái đánh giá về ban lãnh đạo. Thứ nhất là về tầm nhìn của ban lãnh đạo, về năng lực của ban lãnh đạo. Về nói qua về cái năng lực của ban lãnh đạo thì rõ ràng là sẽ dựa trên cái quá khứ 3 đến 5 năm gần nhất. Nếu như mà doanh nghiệp đó làm tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng đấy là ban lãnh đạo có năng lực tốt. Còn những cái doanh nghiệp mà chúng ta trong quá khứ chẳng hạn 2-3 năm gần đây không có một cái động thái gì cụ thể về hoạt động kinh doanh có mức tăng trưởng, thì rõ ràng chúng ta nếu như mà chúng ta đặt quá nhiều niềm tin vào một cái sự tích cực trong ngắn hạn hoặc là 1-2 năm tới thì cũng có thể là sẽ bị phụ lòng nếu như chúng ta không thực sự biết là ban lãnh đạo đang làm gì với cái doanh nghiệp. Đấy là về năng lực của ban lãnh đạo. Và đặc biệt thứ hai là trong chúng ta có thể nhìn là đạo đức kinh doanh của ban lãnh đạo đó. Nếu như mà những cái doanh nghiệp trong nhóm ngành, không chỉ nhóm ngành tiêu dùng đâu, tất cả những doanh nghiệp khác, thì ban lãnh đạo mà có cái đạo đức kinh doanh tốt, luôn đứng bảo vệ lợi ích của cổ đông. Ví dụ, tôi lấy ví dụ như là thường xuyên là quan tâm đến những cái sự kiện ảnh hưởng trái chiều đến cổ đông, cũng như là không có những cái mua bán quá tích cực dẫn đến ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Đấy là những cái doanh nghiệp ban lãnh đạo tốt. Và đặc biệt là phải luôn luôn là nếu như mà doanh nghiệp mà thu được lợi nhuận thì sẽ sẵn sàng là trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Thì mặc dù ít hay nhiều nhưng mà cái việc có trả cổ tức tiền mặt cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Đó thì điểm qua về cái nhóm ngành tiêu dùng thì nổi bật nhất vẫn là những doanh nghiệp blue chip hiện tại của Việt Nam. Đấy là Mobile World, đấy là P&J, gần đây thì có DigiWorld. DigiWorld cũng là một công ty cũng có một cái sự thay đổi rất là lớn về cái chiến lược kinh doanh, và cũng đi từ một cái công ty có quy mô vốn hóa vừa phải dưới 1.000 tỷ, bây giờ cũng đã vài nghìn tỷ. Thì đấy là một gương mặt mà khá là tốt cho nhà đầu tư có thể nghiên cứu. Vậy anh Hoàng có đưa thêm cái quan điểm và cái cách anh ấy nhìn một cái doanh nghiệp như nào, và đặc biệt là có nhấn mạnh đến cái yếu tố ngoài yếu tố là cái ngành hấp dẫn ra sao, thì còn là cái năng lực của ban lãnh đạo, về tầm nhìn và cái đạo đức, đúng không, thực thi cam kết cho cổ đông như nào nữa. Thì anh ấy có nhắc đến một số cơ hội cụ thể như là MWG, BNJ và DigiWorld, đúng không ạ? Thì còn các chuyên gia khác có bổ sung bình luận gì thêm hay không? Trong quá trình mà chuẩn bị cho số D-Insight này thì em có suy nghĩ về việc là nếu mà chúng ta đầu tư cho 10 năm tới, đúng không ạ? Thì 10 năm tới Việt Nam mình sẽ như thế nào? Thì muốn nhìn Việt Nam mình 10 năm tới như thế nào thì chúng ta nhìn sang các nước ở Đông Nam Á mình, đúng không ạ? Thái Lan, Malaysia, Indo hoặc Philippines chẳng hạn, đúng không ạ? Thì nhìn xem là ở những nước đấy thì những doanh nghiệp nào là lớn nhất, câu chuyện của những doanh nghiệp đấy như thế nào. Thì em khá là ấn tượng với cả ở bên Thái Lan có một công ty là bán lẻ là CPO nữa, là họ sở hữu mô hình khá giống Thế Giới Di Động, là họ sở hữu khoảng 12.000 chuỗi cửa hàng như kiểu Bách Hóa Xanh và anh Quang và các mọi người có biết vốn hóa công ty là bao nhiêu không? Vốn hóa công ty đấy là 17 tỷ đô. Và vốn hóa của Thế Giới Di Động hiện tại là khoảng 1,6 đến 1,7 tỷ đô. Và Thế Giới Di Động thì hiện tại đâu đấy có khoảng tầm 1.000 rưỡi. Về chuỗi Bách Hóa Xanh là khoảng tầm 1.000 rưỡi là cửa hàng Bách Hóa Xanh. Còn chuỗi của 7-Eleven của CP là 12.000 cửa hàng. Thì câu hỏi đặt ra là trong vòng 10 năm tới, cái chuỗi, tính riêng cái chuỗi Bách Hóa Xanh này của Thế Giới Di Động có trở thành một cái mô hình giống như của CP được ở Thái Lan được hay không?
để được định giá là 17 tỷ đô, nếu mà được như thế thì là tăng giá gấp 10 lần đúng không ạ, về giá trị vốn hóa 10 lần trong 10 năm tới, thì như vậy nó có khả thi hay không, nó có liệu thì có làm được hay không, thì em nghĩ đấy là một câu chuyện khá là hay để mình kiểu đào sâu hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì mình so sánh cái yếu tố quá khứ ấy, mình cũng coi thử xem là liệu giai đoạn này nó có cái gì nó thay đổi không. Đúng rồi. Vì nó cũng có nhiều câu chuyện rồi, mình áp dụng y lập khung quá khứ thì là sai. Đúng ví dụ bây giờ cái chúng ta nhìn thấy là cái xu hướng online nó khá là nhiều á. Đúng rồi. Cho nên là những cái mà triển khai về mặt bằng bán lẻ này kia cũng là một cái ẩn số rất lớn luôn. Đúng rồi. Đấy, thì không biết là mọi người có bình luận gì thêm ở đoạn này, có nhìn thấy cái rủi ro ở góc độ đó hay không, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể cho thêm ý kiến. Tôi có ý kiến thế này, tức là ở Việt Nam đặc thù là cái chi phí bán lẻ nó, cái chi phí thuê mặt bằng nó chiếm tỷ trọng tương đối lớn so với cả cái mô hình bán lẻ ở những cái nước khác. Đặc thù là do là cái giá bất động sản Việt Nam và cái giá thuê nó cũng có phần cao hơn những cái nước khu vực. Chính vì vậy mà thời đại khi mà mọi thứ đã lên internet và clouding ấy, thì những cái doanh nghiệp nào mà có một cái sự chủ động cũng như là cái năng lực về số hóa thì sẽ có một cái lợi thế không chỉ về hoạt động kinh doanh đâu mà còn cả sức hút nhiều hơn đối với cả nhóm nhà đầu tư tiềm năng. Thì cái đấy là tôi nghĩ đúng là sẽ là quan trọng nhất. Và bản thân những cái doanh nghiệp mà trước đây chúng ta vừa mới nhắc đến ở phần vừa rồi ấy, thì cũng đang là những cái doanh nghiệp tận dụng khá tốt những cái mạng thương mại điện tử. Tức là họ đi bằng cả hai chân, họ không có buông một chân nào. Và họ rất chú trọng đến cái việc là thay thế dần một cái chân truyền thống qua mặt bằng nhà phố hoặc là trung tâm thương mại, thay thế dần bằng những cái kênh bán hàng online. Ok, Tuấn có bình luận gì thêm trong nhóm này? Không, thì em đồng ý với cái quan điểm của anh Hoàng thôi. Thì chỉ bổ sung là nếu mà nhìn vào các cái doanh nghiệp bán lẻ thì nếu mà bạn cá nhân em nhìn thì em sẽ nhìn vào hai thứ. Một là tốc độ mở cửa hàng. Nói gì thì nói, tất cả những cái câu chuyện liên quan đến ngành bán lẻ đều là tốc độ mở cửa hàng. Và thứ hai, doanh nghiệp nào mở rộng được càng nhanh thì sẽ càng chiếm được lợi thế. Thứ hai đấy là khả năng thay đổi, thích ứng với cái những cái điều kiện. Thì như anh Hoàng có nói, cái chi phí mặt bằng bán lẻ là một trong những cái chi phí rất là nặng đối với các cái doanh nghiệp. Thì nếu mà mọi người để ý là đi dọc đường các mặt phố hay là đi phố các quanh bờ hồ bây giờ thì các cái cửa hàng cửa hiệu đóng cửa rất là nhiều. Thì có sự đợt giai đoạn vừa rồi thì có một cái gọi là một cái sự đấu tranh giữa những người thuê và những người thuê nhà và những người cho thuê. Thế là một ông thì xin giảm, xin hoãn và xin thay đơn tạo hủy hợp đồng. Thì có những người thì họ có những cái chủ nhà thì họ ok, họ đồng ý giảm giá thuê trong giai đoạn này, nhưng mà có một số nhà thì họ rất là cứng rắn, họ bảo là phải giữ cái giá trị ngân nhà này nên họ quyết thà là không cho thuê. Thì đó cũng là câu chuyện mà MLG, P&J và FPT Shop họ trải qua trong giai đoạn vừa rồi. Và thì nếu như mà ai mà tích cực được hơn trong cái việc là tái cấu trúc lại cái hệ thống cửa hàng và đàm phán được giảm giá ấy, thì nó sẽ cắt giảm được một cái chi phí rất là lớn ở trong cái đoạn vừa rồi. Thì như chia sẻ của MLG trong đoạn vừa rồi thì họ bảo là năm nay cái mục tiêu của họ không phải là duy trì doanh thu, họ chấp nhận là cái nhu cầu của thị trường nó sẽ giảm và không biết trước được là bao giờ nó sẽ hồi phục, nhưng mà họ quan điểm của họ là giảm nhu cầu giảm đến đâu họ cắt giảm chi phí đến đấy để giữ cái lợi nhuận không giảm nhiều hơn. Thì đấy là cái cách mà họ đang đối diện với cái giai đoạn khó khăn hiện tại. Thì đấy là cái mà mọi người có thể xem xét. Ngoài ra thì nếu mà câu chuyện này bán lẻ thì có thể kể thêm hai câu chuyện. Đấy, một là cái nhóm về mà hiện tại thì có thể là ít, đấy là cái về bán lẻ hàng miễn thuế. Mà ở Việt Nam thì chắc hiện tại mới chỉ có AST là câu chuyện mình có thể là có liên quan một chút. Thì ở Hàn Quốc thì mọi người đều biết, hay là Thái Lan thì mọi người biết rồi, cái phần bán lẻ miễn thuế là có cái tỷ trọng rất là lớn trong cái quy mô bán lẻ của các nước. Thì bên thì nếu mà mọi người nhìn thì đợt vừa rồi thì Lotte họ cũng đã nhảy vào và làm 4-5 cái trung tâm bán lẻ ở Hà Nội, ở Nha Trang và Đà Nẵng. Thì đấy cũng là một cái miếng bánh ngon mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể là chưa khai thác hết.
Thì để mà kể tên thì có hai doanh nghiệp ở Việt Nam có thể được hưởng lợi cái này, một là ACV, hai là ST. Tuy nhiên là cái mức độ chi tiết đến đâu thì có thể là mình phải đào sâu. Cái thứ hai đấy là bán lẻ, cũng như cái xu hướng bây giờ nói bán lẻ thì không thể nói bán lẻ truyền thống hay bán lẻ về thương mại điện tử được, mà về gộp chung thì cái xu hướng thương mại điện tử nó càng ngày càng tăng cái quy mô và thị trường thì không thể đảo ngược được. Thì mình có đầu tư vào Tiki, đầu tư vào Shopee các thứ không thì chắc là còn rủi ro, bởi vì cái việc cái ngành thương mại điện tử sẽ là tất cả mọi người đều sẽ thua trừ một người cuối cùng. Chắc là câu chuyện của Việt Nam nó cũng sẽ tương tự như thế. Nhưng mà các doanh nghiệp logistics và những nghiệp kho vận sẽ là những doanh nghiệp được hưởng lợi từ cái hệ sinh thái đấy. Và ở đây thì mình có thể kể đến là Viettel Post hay là các doanh nghiệp về cảng biển. Nếu như mà sau này cái việc mà bán lẻ xuyên biên giới mà có thể được đẩy mạnh thì đấy là những cái mà mình có thể đầu tư theo với câu chuyện bán lẻ và bán thương mại điện tử của Việt Nam. Rồi anh Tuấn vừa có cái bổ sung khá là thú vị. Và anh đang nhắc đến một cái mạng mới là bán lẻ hàng miễn thuế. Thì cả hai cái doanh nghiệp có liên quan trong này là AST và ACV, ACV và AT, đúng không? Và ngoài ra thì cái câu chuyện bán lẻ và thương mại điện tử có thể là nó nhiều tricky trong cái mạng thương mại điện tử. Nhưng mà khi mà đi combo kỹ vô các cái phân khúc, ví dụ như logistics hay là mấy cái liên quan, thì có những cái cây có thể hưởng lợi được từ này, ví dụ như Viettel Post hay là một số doanh nghiệp trong ngành cảng biển, đúng không? Rồi, em bổ sung thêm một chút thông tin về Viettel Post ấy. Mời Tùng. Thì thực ra cái này là thông tin từ phía nhân viên, theo được biết là bên đấy chi phí lương và kiểu tình hình kinh doanh khá là khó khăn. Thực tế đấy là lương khá là thấp và kiểu làm thì tăng giờ làm và giảm lương ấy. Cũng chưa biết nguyên nhân vì sao, nhưng một trong những cái bạn đã chia sẻ là kiểu có sự cạnh tranh từ các cái đối thủ như kiểu giao hàng nhanh hay chẳng hạn đó. Cho nên là dường như là tình hình khá khó khăn hơn. Và có cái trang thương mại điện tử Vỏ Sò ấy, thì là có một cái điểm này em thấy khá là đáng quan ngại là, tức là khi mà lãnh đạo bên đấy đưa trang ấy ra thì tại vì phải có doanh số để báo cáo lên cấp trên, cuối cùng là phải nhân viên ở bên dưới là phải mua hàng chính trang đấy, mà trong khi là cái giá nó lại cao hơn. Thì em cảm thấy nó có một cái vấn đề về gì đó về quản trị nó không được tốt. Kiểu như là lãnh đạo đưa ra làm nhưng sao phải ép bên dưới làm ra để tạo ra doanh số, trong khi là về mặt kinh tế thị trường như thế nó không đúng lắm. Ok, thì cái này chúng ta coi như đó là một dấu hiệu này ha, đúng không? Để mà chúng ta có thể đào sâu theo lý thuyết con rán thì ok, anh nghĩ là hoàn toàn rất là hợp lý để mà chúng ta cũng cần phải nhân tiện thêm, đúng không? Nhân tiện thì em chia sẻ. Đúng xác, đúng rồi, cái view chúng ta cứ bổ sung thôi, một góc nhìn mà, đúng không ạ? Rồi cái thứ hai là hồi nãy chúng ta có nhắc đến cái nhóm về ngành ngân hàng, thì đây cũng là một câu chuyện mà mình nghĩ cũng khá nhiều tranh cãi, đúng không? Thì không biết là các chuyên gia có bổ sung gì thêm ngoài cái view mà anh Phục đã đưa ra, anh khá thích cái nhóm này, số đặc điểm đưa ra rồi. Xin mời các chuyên gia, mời Hoàng. Đúng là ngành ngân hàng là sẽ luôn luôn là kênh dẫn vốn đến của công chúng, đến những cái doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn. Thì trong cái quá trình phát triển 10 năm qua chúng ta cùng nhìn lại thì những cái giai đoạn khó khăn nhất, ví dụ như là khi bất động sản nó đang có dấu hiệu là chậm, đóng băng, thì hệ thống ngân hàng của chúng ta đã có một cái lần gọi là thử cái chịu áp lực. Và trong giai đoạn đấy cái trái phiếu VAMC của Ngân hàng Nhà nước đã ra đời và đã là một cái phương thức gọi là giúp hệ thống ngân hàng của chúng ta vượt qua những cái bão tố của giai đoạn 2011 đến 2015. Thì trong cái giai đoạn đó thì chúng tôi có đi tìm lại và nghiên cứu thì tất cả những cái số liệu về hiệu suất sinh lời của hệ thống ngân hàng của chúng ta vẫn tương đối tốt. Tuy nhiên thì cái mức sinh lời trong giai đoạn đó nó chỉ trung bình đâu đấy là khoảng từ 9 đến 10% mức sinh lời trên vốn chủ sở hữu, so với cái mức trước đó là khoảng từ 16% đến 20%. Tức là đâu đấy là nó bị giảm khoảng 50% hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống. Tất nhiên cái mức giảm 50% đó là có thể là chưa phản ánh đầy đủ những cái khó khăn của giai đoạn 2011-2015.
do cái hiệu ứng gọi là dàn đều những cái khoản trích lập, đúng không? Thì cái mức giảm 5% của suất sinh lời của hệ thống ngân hàng không phản ánh đầy đủ hết. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là cái giai đoạn hiện tại hệ thống ngân hàng chúng ta đang có thể coi là tốt hơn và có quy mô lớn hơn tương đối so với cả cái giai đoạn 2011-2015. Thì chính vì vậy cái mặt bằng định giá của các cổ phiếu ngân hàng của chúng ta hiện tại đang khá là hấp dẫn nếu mà so với lịch sử 10 năm. Thì tôi nghĩ là nếu xét về mặt, nếu coi các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng là một nhóm cổ phiếu mang tính chu kỳ, tức là khi bạn trải qua chu kỳ tăng trưởng kém rồi bạn lại trải qua chu kỳ tăng trưởng nở rộ rực rỡ, thì chúng ta đang ở cái giai đoạn có phần là hơi kém và bi quan, thì rồi nó sẽ quay trở lại cái mức nở rộ. Thì điều nhà đầu tư cần làm gì khi cái giai đoạn gọi là mùa đông đến, thì rõ ràng nếu mà suy nghĩ về mặt tài sản và đặt cược vào một cái sẽ phục hồi rất là tốt đẹp sau đó như những gì đã trải qua, thì mức định giá hiện tại của hệ thống ngân hàng là rất hấp dẫn, theo tôi đánh giá như vậy. Và những cái tôi có thể kể tên những cái hệ thống ngân hàng, những cái ngân hàng mà có vốn quốc doanh nhưng mà có hiệu suất sinh lời rất là tốt, ví dụ như là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, MB, đúng không? Hoặc những cái ngân hàng về tư nhân có cái mức, có cái bước đột phá cũng như là cách quản trị cấp tiến, ví dụ như Techcombank là những cái ngân hàng, hoặc là VPBank cũng là những ngân hàng tôi đánh giá nó cũng sẽ luôn luôn đảm bảo được cái mức tăng trưởng trung bình của toàn cái ngành, toàn ngành của chúng ta đó. Và nếu mà cho một cái chu kỳ khoảng 3-5 năm thì đây là thời điểm những nhà đầu tư có vốn trường nên phân bổ đầu tư vào hệ thống ngân hàng. Mà tuy nhiên thì ví dụ như là gần đây chúng ta thấy là khi mà Covid xảy ra thì mình nhìn cái cách điều hành nhá của chính phủ và ngân hàng nhà nước thì mình thấy là rất là ưu tiên hệ thống ngân hàng, bởi vì cái trụ này trụ rất là quan trọng đó, mà nó không vững thì sau Covid thì lấy cái gì để mà làm sương sống, để mà hồi phục được các doanh nghiệp được, đúng không? Cho nên là ví dụ làm thì cá như kiểu là không trích lập ngay lập tức một số cái ngành mà bị ảnh hưởng này kia vân vân, đúng không ạ? Thế thì xét trên cái phương diện đó thì nó là hỗ trợ, nhưng mà nó làm cho cái con số mà nó biểu hiện ra nó sẽ không phản ánh hết được cái thực chất nó như nào. Đấy, đúng không ạ? Thế thì các chuyên gia đã tính đến các yếu tố đó vô trong cái phần mà khi mình nhìn cả triển vọng lợi nhuận hay là cái chất lượng tài sản hay là cái định giá trong cái bức tranh đó chưa, đúng không ạ? Ý là cái sự phản ánh giá mà anh nói là giảm hay anh Phục cũng nói giảm á, thì là nó tính hết các cái yếu tố đó chưa, đúng không ạ? Vì là rõ ràng là ngành chu kỳ và bị ảnh hưởng hết rất nhiều trong cái chu kỳ mà có những câu chuyện xảy ra tương tự như này. Thì Tuấn có bình luận gì thêm trong câu chuyện này? Chắc là em sẽ không có quan điểm nhiều, nhưng mà có một con số chắc là có thể nó sẽ liên quan đến nhóm ngân hàng, đó là khi mà kết quả kinh doanh quý 2 của tất cả các doanh nghiệp họ công bố ấy, thì có hai chỉ số, một là chỉ số đòn bẩy tài chính nợ trên vốn chủ sở hữu các doanh nghiệp ấy thì không đổi, vẫn là 0.67, vẫn là 67%. Thứ hai đấy là cái cost of debt, tức là tỷ lệ chi phí lãi vay thì nó lại tăng 0.2% so với quý 1. Nghĩa là các doanh nghiệp ngân hàng họ chưa đến mức mà phải giảm cái lãi chi phí lãi vay cho các doanh nghiệp. Nếu mà xét ở cái góc độ điều hành thì là cái việc ngân hàng nhà nước bơm tiền ra nó chưa phản ánh đến cái lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu mà nhìn đối với các ngân hàng thì đến giờ họ vẫn chưa bị hit, bởi vì là lãi suất huy động hạ rồi. Trong khi đấy mà lãi suất cho vay thì chưa hạ theo tương ứng, thì bất kể là kể cả cái nợ xấu họ có tăng nhưng họ chưa trích lập, thì cái gap của nó họ tăng lên nó cũng phản ánh cái việc là họ tốt cũng có lý do, chứ không chỉ đơn giản là không được trích lập, không phải trích lập. Thì đấy là cái mà cái view của em nhìn đối với ngành ngân hàng. Có thể nó cái điều đấy nó không duy trì được mãi trong đến quý 3, quý 4. Tuy nhiên là nếu mà ở sắp góc độ là em nhìn ở trên cái dữ liệu nó phản ánh thực ở trên nền kinh tế thôi, thì em thấy là cái điều đấy nó vẫn là tốt đối với những ngành ngân hàng, không tốt đối với cái điều hành của chính phủ và các doanh nghiệp khi mà nhưng mà đối với ngành ngân hàng thì nó vẫn là ok. Nhưng mà như nói là ngân hàng bao giờ nó có độ trễ, đúng không?
nó có đầu trễ. Ví dụ như ông cho vay cái khi book thể hiện lợi nhuận rồi, nhưng mà nợ xấu thì lại chưa thấy nó như nào. Một năm sau đúng đấy, thì ok, cái đó chúng ta theo dõi thêm thôi. Nhưng mà mình cũng tổng kết lại là view của các chuyên gia là đánh giá rất cao, đặc biệt là về ngành, về dài hạn, trong cái nhóm ngành ngân hàng này. Không biết là Tùng có quan điểm gì khác cả các chuyên gia không? Quan điểm của em hơi khác một tí, bổ sung hơi khác một tí. Là theo em cái những cái lợi thế của ngành ngân hàng hiện tại ấy, nó đến rất lớn từ cái việc là người dân không có nhiều lựa chọn đầu tư khác. Tức là người dân ở Việt Nam mình ngoài đầu tư bất động sản ra thì số tiền còn thừa là đem gửi ngân hàng. Đa số mọi người như thế. Cái số lượng mà chúng ta đang nói về các nhà đầu tư mà có thể đầu tư cổ phiếu, trái phiếu ấy, hiện chiếm tỷ trọng rất là ít. Cho nên là phần lớn lợi nhuận của ngân hàng ấy, đến từ cái việc là cái thị trường tiền gửi ấy, nó rất kém cạnh tranh. Cho nên là chi phí vốn của hệ thống ngân hàng thấp thì từ đấy họ có một cái biên lợi nhuận tốt. Chúng ta nhìn thấy là ok thì bức tranh tăng trưởng rất là ok, nhưng cái tương lai 5-10 năm tới cái đấy nó có tiếp tục hay không nếu mà người dân có nhiều sự lựa chọn hơn. Ví dụ như là thay vì gửi lãi suất ngân hàng 6% trong 12 tháng, còn nếu mà gửi 6 tháng bây giờ chỉ có 4,4%, họ đi đầu tư trái phiếu đúng không ạ? Họ đi mua cổ phiếu trong dài hạn chẳng hạn. Thì lúc đấy là cái ngân hàng gặp sự cạnh tranh từ các sản phẩm thay thế. Đúng không ạ? Thì cái biên lợi nhuận có sẽ phải giảm xuống. Bây giờ nếu mà tương lai 10 năm tới hoặc là 20 năm tới đi, cái bức tranh của ngành ngân hàng như thế nào sẽ phụ thuộc vào cái hệ thống tài chính của Việt Nam mình đi theo hướng nào. Đi theo hướng nào đây có nghĩa là ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn, ngân hàng nó chỉ chiếm khoảng tầm 20-30% trong cái thị trường vốn của nền kinh tế thôi. Như Việt Nam mình đâu đấy chắc em nghĩ chắc phải 90%. Đúng không ạ? Thì nếu mà Việt Nam đi theo cái mô hình đấy thì cái lợi nhuận của ngân hàng có thể nó sẽ không phát triển được. Mà lúc đấy là cái vai trò các công ty chứng khoán, vai trò các công ty quản lý quỹ thì cái lợi nhuận nó sẽ phải chia sẻ cho toàn bộ hệ thống nhiều hơn các công ty bảo hiểm đó chẳng hạn. Đúng không? Còn nếu mà ok, nếu Việt Nam mình duy trì được cái hệ thống ngân hàng, nó là thực ra nó là một hệ thống đóng, một ông đi từ đầu đến cuối, còn cái hệ thống kia là hệ thống mở, thì đấy là mô hình của, em nghĩ là mô hình của châu Âu. Châu Âu thì ở châu Âu thì là hệ thống ngân hàng đóng vai trò là 80% là thị trường cấp vốn cho toàn bộ nền kinh tế. Thì em nghĩ là nếu mà đi theo mô hình đấy thì chúng ta đầu tư theo ngân hàng thì ok. Còn nếu mà nó gặp sự cạnh tranh kia thì ok, em đồng ý là ngân hàng vẫn tốt nhưng mà có thể nó không tốt như là mọi người kỳ vọng. Như vậy. Nó cũng có thể là một quan điểm đúng không? Đưa ra là chúng ta nhìn thêm. Ý là anh nhìn dài hạn hơn thì hệ thống ngân hàng mà nó enjoy được cái câu chuyện suốt nhiều năm qua sẽ bị cạnh tranh. Thực tế là bây giờ cũng đang thấy là cạnh tranh rồi đấy. Đúng không? Khi mà người dân cũng ý thức là thị trường chứng khoán là một kênh tích sản, mà đặc biệt là các chuyên gia bên đất cứ ra rẻ suốt ngày là kêu là thôi ông đừng gửi tiền nữa, ông chỉ qua đây, đúng không? Thì trực tiếp là ngân hàng bị cái áp lực từ cái phần đó. Nghĩa là có. Tuy nhiên thì cũng có thể là cả cái miếng bánh, vì thật ra là tổng GDP mình vẫn còn bé mà. Đúng không? Nếu bánh toàn nền kinh tế này nó bự lên thôi, mà những cái phân khúc khác nó bự lên. Đúng. Thay cho ngân hàng bây giờ đang dominate thì ngân hàng vẫn sẽ ngon, nhưng mà những ngành khác cũng ngon. Cũng có thể là một cái view mà chúng ta sẽ nhìn nhận thêm. Đặc biệt là ví dụ bây giờ mình nhìn vào cái cơ cấu á, cái phần mà thu nhập ngoài lãi á, ngân hàng tỷ trọng nó còn nhỏ. Ví dụ nó tăng được cái phần dịch vụ lên thì nó offset ra cái kia. Nó là một câu chuyện. Ok, bây giờ ta qua thêm những cái investment team khác. Vừa rồi chúng ta nói hai ngành rất lớn đúng không? Bán lẻ và ngân hàng. Thế còn bây giờ về trong cái câu chuyện của nước thì anh Phục có muốn bình luận gì về cái mảng nước này không? Theo cái view của anh thì cơ hội với cái ngành này như nào? Thực sự là về ngành nước thì ở Việt Nam nó khác với các nước khác trên thế giới. Đó là tỷ lệ sử dụng nước của người dân vẫn còn thấp. Rồi là các cái khu công nghiệp đang phát triển rất mạnh. GDP tăng rất mạnh. Làm cho cái nhu cầu nước thì tăng rất là cao. Cao từ việc kinh tế gia tăng, cao từ việc người dân sử dụng nước gia tăng. Ví dụ như trước kia thì người ta đi tắm, người ta có một cái chậu 20 lít là đủ. Sau đó thì vòi hoa sen, sau đó thì đến bồn tắm, rồi sau đó là nhà lại có bể bơi chẳng hạn. Thì cái nhu cầu nước thì nó tăng theo rất là cao. Thì ngành nước lại là một ngành có lợi thế cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ. Ở chỗ là nếu mà bạn đào một đường ống nước đến một khu dân cư bạn bán, thì tất nhiên là không có ông thứ hai đào để cạnh tranh cả. Đó, nó vừa tăng trưởng lại vừa có lợi thế cạnh tranh mạnh. Thế cho nên nếu đầu tư lâu dài về ngành này thì em cho rằng là rất là tốt. Bên cạnh đó còn một cái yếu tố rất đáng chú ý nho nhỏ thôi. Đó là giá của nước ở Việt Nam rất thấp, còn có tiềm năng tăng giá được rất cao. Ví dụ ai đó mà dùng điện hết khoảng độ 2 triệu thì dùng tiền nước đâu đó thì chỉ độ 100 ngàn thôi. Một tháng thôi. Thế thành ra cái ngành nước ấy, cái việc
cái dư địa còn tăng giá của nó cũng rất là cao, rất là cao. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái điểm yếu như anh Tuấn cũng vừa trao đổi, đó chính là việc là các cái doanh nghiệp nước ấy, niêm yết trên sàn về cơ bản khá là nhỏ, thanh khoản khá là thấp, thế thành ra cơ hội để sở hữu nó thì cũng không phải rộng mở cho những nhà đầu tư có vốn lớn. Đó, những ai mà có vốn tương đối nhỏ và chịu khó nhặt thì có thể có những sở hữu được cái cổ phiếu này. Tuy nhiên nếu vốn lớn thì rõ ràng là chúng ta không thể tham gia cái ngành này. Và trong cái ngành nước thì có hai cái công ty là có thanh khoản hơn cả, đó là Thủ Dầu Một và Bình Dương. Tuy vậy thì chúng ta cũng phải lưu ý một phần là nói chung là nhà đầu tư thì cũng đang chưa trả lời được cái câu hỏi là liệu ban lãnh đạo họ theo hướng như thế nào. Chính vì thế cho nên đấy là một cái ẩn chúng ta nên đánh giá khi nếu chúng ta có phân bổ vào ngành nước. Còn rõ ràng ở trên sàn thì có hai cái doanh nghiệp này là có thanh khoản để có thể tham gia. Rồi, ok, cảm ơn anh Phục. Không biết là các bạn list khác muốn comment gì thêm trong cái team đầu tư này không? Em bổ sung một chút, bổ sung với ý kiểu Phục một chút. Em nghĩ là Phục thì nói là ngành nước là ngành có lợi thế cạnh tranh rất là mạnh thì nó là đúng rồi. Nhưng bù lại nó sẽ bị một cái điểm đấy là giá nước sẽ bị control, bị điều khiển bởi nhà nước. Ông muốn tăng giá thì ông phải xin nhà nước tăng, chứ ông tự ông tăng không được. Thì đâu đấy nó sẽ rơi vào tình huống mà nếu mà kiểu như là cái lợi nhuận của ông cao quá thì nó sẽ trông nó hơi trông nó không được đẹp lắm. Nếu mà ông đứng vai trò là ông nhà nước, ông quản lý, ông cân bằng quyền lợi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp chẳng hạn, thì phúc lợi sẽ hỏi. Và thì nhìn về dài hạn thì cái tỷ suất lợi nhuận em nghĩ nó chỉ tầm 15% đổ lại thôi, nếu mà cao cùng lắm 20% đổ lại ROE ấy. Nếu mà ông cao quá thì nó sẽ rất là khó. Thì để đầu tư dài hạn, những doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào ngành nước ấy, vì sao họ quyết định đầu tư, mặc dù em nghĩ là về dài hạn họ nhìn thấy cái đấy là tại vì họ sẽ dùng đòn bẩy, họ sẽ có vay nợ để họ đầu tư cái dự án đấy. Thì ví dụ 15% đòn bẩy 1-2 thì nó sẽ tăng lên 30%, đúng không? Thì còn nếu mà nhà đầu tư cá nhân mà đầu tư thì và chúng ta nắm dài hạn thì nó sẽ bằng với cả tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì có thể là nó sẽ không, thực ra là mình phục vụ rất đông nhà đầu tư, đúng không ạ? Thì có nhà đầu tư thì thích kiểu là độ cao có người thì thích ở mức độ ổn định hơn. Thì chúng ta cứ cho họ một cái sự lựa chọn, đúng không ạ? Họ kết hợp vô thì nó thành cái danh mục phù hợp nhất cho mình, đúng không ạ? Đấy là như vậy. Về cái ngành nước thì tôi có ý kiến nhanh này. Tức là rõ ràng là nước là quan trọng bậc nhất rồi. Nhịn ăn hay là nhịn uống thì đều không được cả. Cái bill của, tức là cái hóa đơn tiền nước cũng rất là thấp so với hóa đơn tiền điện, đúng không? Các chuyên gia vừa nói. Thế tuy nhiên thì cái mức tăng giá là sẽ bị giới hạn bởi Ủy ban Nhân dân các địa phương, sẽ không thể nào phải đảm bảo an sinh xã hội. Đấy, vì nó quá quan trọng. Đấy, tránh cái việc đấy. Khi mà giá điện đã được đã cao thế thì giá nước thì cố gắng là kiềm chế. Thế thì tuy nhiên thì cái tính bền vững như thế thì sẽ có cái phân khúc đầu tư về ngành nước, đấy là trái phiếu của ngành nước. Thì lại là một cái rất là hay. Thì nhà đầu tư nếu như quan tâm ngành nước thì hãy đầu tư vào trái phiếu ngành nước thì tốt hơn là cổ phiếu ngành nước từ hiện tại. Đấy, đó cũng là một gợi ý khá là thú vị của anh Hoàng, đúng không ạ? Ok, chúng ta sang tiếp cái nhóm mà công nghệ. Thì đây là một câu chuyện cũng khá là thú vị, nhưng mà tuy nhiên hồi nãy thì anh Tuấn cũng có một cái bình luận là nếu mà gọi là classify, tức là phân loại các cái doanh nghiệp Việt Nam vào cái nhóm này thì nó cũng đang hơi gượng ép một tí, đúng không ạ? Ý là như vậy. Thì không biết là các chuyên gia có bình luận gì về cái phần này không? Vâng, thì về cái vấn đề này thì em xin trao đổi một chút, tức là về xu hướng công nghệ thì là tất yếu. Rồi. Thì không nhất thiết phải là một doanh nghiệp là làm công nghệ lõi mới được hưởng lợi, đúng không? Okay. Thế thành ra những cái doanh nghiệp phụ trợ cho công nghiệp lõi mà có lợi thế cạnh tranh rất mạnh thì cũng mang lại những cái giá trị rất là cao, đúng không? Rất là cao. Cũng giống ví dụ như là thép Hòa Phát chẳng hạn, khi mà tăng trưởng đầu tư công có thể họ không sử dụng nhiều thép Hòa Phát, nhưng mà lan tỏa đến những cái người dân xung quanh, người rất nhiều người người ta xây dựng thì người ta lại dùng chẳng hạn. Đó, thì rõ ràng là về cái xu hướng công nghệ tất yếu thì Việt Nam có nhiều cái lợi thế. Về nhân công giá rẻ là một cái lợi thế khá mạnh. Tiếp theo là người Việt học toán nhiều. Thế thành ra rất nhiều nước trên thế giới có cái dân số tương đồng Việt Nam, thu nhập tương đồng, nhưng mà không thể làm được cái lĩnh vực gia công phần mềm. Đó. Đó, đấy là cái vấn đề liên quan đến học toán. Đó. Thì từ những cái yếu tố đó, thì trong cái lĩnh vực này, liên quan này, thì FPT cũng là một cái cơ hội đầu tư mà rất bền vững.
và rất tốt. Có thể là mong muốn đột phá như các cái doanh nghiệp công nghệ như Apple hay này kia trên thế giới là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng mà FPT nó lại khác hơn cái các cái công ty có cái lõi công nghệ ở Việt Nam khác. Đó là nó không bị lỗ. Công kia rõ ràng là kinh doanh rất hoành tráng, đúng không? Nhưng hàng năm bù lỗ cả vài chục phần trăm. Thì ông này là ông ấy bảo tôi không cần phải bốc, không cần phải tăng trưởng rất mạnh, nhưng mà tôi sẽ là một người có cái lợi nhuận ổn định, bền vững và tăng trưởng. Đó, thì về cái việc tăng trưởng rất mạnh thì không, nhưng mà tôi cho rằng là FPT hoàn toàn có thể tăng trưởng khoảng 15% trong 5 đến 7 năm tới. Và với cái ROE cao, cổ tức tiền mặt hàng năm cũng gần 5% so với thị giá, thì đầu tư vào FPT chúng ta hoàn toàn có thể có cái cơ hội lợi nhuận trung bình 15 đến 20% một năm trong 5 năm tới. Như vậy là cái lợi suất rõ ràng nó cao gấp khoảng 3 lần lợi suất ngân hàng. Cũng là một cơ hội chúng ta có thể cân nhắc. Rồi, mình hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm của Phục, nhưng tuy nhiên thì cũng có một số nhà đầu tư cho rằng là vì cái câu chuyện nó đẹp như thế thì cũng quá nhiều người biết rồi, thì cái giá của nó là một vấn đề, đúng không ạ? Thì không biết là các chuyên gia khác có muốn bình luận gì thêm về cái câu chuyện này hay không? Xét trên phương diện tăng trưởng và định giá của nó, thì nó có còn hấp dẫn hay không? Ví dụ vậy. Đúng rồi, tức là chúng ta mua là mua cổ phiếu của một công ty. Nếu công ty đấy có tăng trưởng tốt năm này qua năm khác thì cổ phiếu của chúng ta mới có thể tăng trưởng đi theo đó. Thế thì rõ ràng là mọi người bảo là câu chuyện đã cũ hoặc là hơi rõ ràng rồi. Thì nếu mà đầu tư thì nó không có cái giá trị gia tăng gì cho nhà đầu tư trong tương lai, thì cái đấy nó cũng đúng. Nhưng mà nếu mà trên khía cạnh năm sau thì hoàn toàn là một cơ hội tốt. Tức là chúng ta phải có tầm nhìn là về tương lai, và một doanh nghiệp tốt thì tương lai nó cũng sẽ liên tục tốt lên cùng với cả tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Và cái nhóm ngành mà FPT đang tham gia, cụ thể là mình đang nói về FPT ở đây, thì là một, có thể nói là một nhóm ngành gọi là sexy bậc nhất toàn cầu. Và tôi nói ít thôi, thì tôi cũng quan điểm là về FPT tôi hoàn toàn đồng ý với các chuyên gia, và đây là một cổ phiếu không thể thiếu trong danh mục của tất cả nhà đầu tư giá trị hay là dài hạn. Rồi, nhất trí. Cái chương trình của chúng ta, nhắc lại ha, Đi Inside là một chương trình mà chúng ta tập trung phân tích vào thị trường và các kênh tài sản hướng đến tích sản dài hạn. Mặc dù là chúng ta có thể nói luôn những câu chuyện về cổ phiếu trong ngắn hạn này kia các loại, nhưng mà chủ đích chúng ta vẫn muốn hiểu câu chuyện sau để hướng đến dài hạn nhiều hơn. Thì anh Tuấn có bình luận gì thêm về trường hợp này không? FPT thì cũng đồng ý cổ phiếu gần như là rất là bền vững. Nếu mà kể lại câu chuyện bây giờ, là bây giờ chúng ta nhìn là khá là trên thị trường bây giờ số cổ phiếu có vốn hóa tỷ đô ngày xưa là khoảng trên 10, bây giờ chắc là ít hơn rồi do sau cái đợt sụt giảm vừa rồi. Thì các cổ phiếu đạt được mức tỷ đô rồi giữ được tỷ đô thì có được bao nhiêu, thì đấy là mình phải nhìn lại cái số mà cổ phiếu mà có vốn hóa lớn hơn 10.000 tỷ bây giờ ít hơn trước rất là nhiều. Có thể kể một số của cái tên như P&J trước lên 20.000, bây giờ xuống thì còn chắc không đến tầm đấy. Hay là Cotecom vốn hóa cao nhất lên đến tận 20.000 tỷ đồng, nhưng mà bây giờ chắc cũng khoảng 6.000 thôi. Tức là những cái trong đấy, trong khi đó vẫn có những doanh nghiệp họ liên tục tăng cái vốn hóa họ bền vững, thì FPT là một trong số đấy. Hai là một số những cái nhóm doanh nghiệp ngân hàng. Thì bây giờ có thể không nói về tăng trưởng giá nữa, mọi người cứ nhìn là các doanh nghiệp mà đã kiểu đã đạt đến tầm kiểu blue chip mà vốn hóa lớn ấy, mà theo quan điểm ít nhất là phải 10.000 tỷ ấy, họ giữ được cái mức ở trên đấy bao lâu, hay chỉ leo lên một tí rồi kiểu quay xuống, thì FPT là một trong những doanh nghiệp mang tính bền vững như thế. Thì thế thì cũng là có thể giải quyết được câu trả lời là FPT có xứng đáng đầu tư dài hạn hơn không. Thì ok, về dài hạn thế, còn ngắn hạn ấy thì nãy mọi người hay nói về đầu tư công, nhưng mà chắc là mọi người sẽ hay bị nhắc nghĩ đến đầu tư công là nói đến xây dựng, nhưng mà thật ra cái việc mà xây dựng chính phủ điện tử là một trong những cái mảng mà đầu tư công đang hướng đến khá là mạnh. Nói chung là số hóa hay là chính phủ điện tử hay là thậm chí là FPT bây giờ là doanh nghiệp mà đứng đầu trong cái nhóm mà cái tổ mà thay đổi về chính phủ điện tử của Việt Nam, thì đấy là một cái xu hướng không thể đảo ngược. Thì FPT cũng là một câu chuyện vừa dài vừa ngắn, đủ cho tất cả mọi người. Mình rất là thích Tuấn nhìn khá là sâu ở nhiều phương diện và link được các câu chuyện với nhau, đúng không ạ?
tự nhiên từ đầu tư công cũng link ra được FPT trong câu chuyện của điện tử là một cái thấy rất là thú vị và rất đúng đúng không ạ? Ý là như vậy. Ok, bây giờ chúng ta thêm sang cái nhóm vật liệu xây dựng ha. Đấy, thì Hòa Phát, cái cây Hòa Phát này các anh em nào muốn bình luận thêm về cây này không? Nãy giờ ít nhiều các anh em cũng có nhắc đến chi tiết trước đó rồi. Nhưng mà, tuy nhiên thì mọi người có muốn bình luận gì thêm cây này không? Có cái gì mà hồi nãy giờ chúng ta chưa đề cập hoặc là nhà đầu tư chưa biết mà các anh chị muốn là bổ sung không với cây này không? Hay là tất cả đều đồng thuận là Hòa Phát ngon rồi, cứ thế mua. Nếu mà đồng thuận rồi thì mình có thể mua tiếp ha. Một số doanh nghiệp khác. Hồi nãy giờ ha, tổng kết lại một tí và xem thử là có câu hỏi gì của nhà đầu tư hay không ta giải quyết. Trong lúc đó thì mọi người có thể tiếp tục bình luận. Tôi tổng kết một vài bốn cái là Vietcombank, MBB, ACB và Techcombank. Đúng không ạ? Trong cái câu chuyện về trong bán lẻ thì anh Tuấn cũng có bổ sung thêm những cái cây có thể cân nhắc thêm, ví dụ như AST, ACV và những ngành có liên quan, ví dụ như việc support hay cảng biển. Việc support thì anh Tùng lại có ray lên một cái câu chuyện mà chúng ta cũng suy nghĩ thêm. Trong câu chuyện về công nghệ và có liên quan thì FPT là một cây mà mọi người khá đồng thuận. Trong nhóm về theo đầu tư công thì Hòa Phát là một cây mà các chuyên gia khá là đồng thuận rồi. Trong nhóm ngành nước thì anh Phục cũng có đề xuất một số cây như là BYSECO hay là Thủ Dầu Một, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta thử dành một chút thời gian để giao lưu với các quý nhà đầu tư ha. Nãy giờ chúng ta trao đổi cũng tầm tiếng rồi. Ở đây các nhà đầu tư gửi về khá nhiều câu, mình chọn lọc số câu. Các kênh đầu tư hiệu quả năm 2020 và phương pháp quản lý rủi ro khi đầu tư. Cái này chắc là xin mời anh Hòa nha. Nói về năm 2020 thì rõ ràng chúng ta có thể thấy là những cái thái cực rất là mạnh mẽ của cả chiều bi quan chiều xuống và cái chiều tích cực chiều lên là đều xuất hiện. Cụ thể là tháng 3 đúng không? Thì nhà đầu tư trải qua gần như là không thể chịu được cái mức thua lỗ như giảm điểm toàn thế giới, thị trường toàn cầu. Nhưng bây giờ thì lại thị trường tài chính toàn cầu lại ở một thái cực hoàn toàn ngược lại, rất tích cực. Đấy, thế thì nó nói lên một điều là mức độ rủi ro của năm 2020 và thậm chí những năm sau là tương đối lớn hơn so với cả những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Thế thì cái phương pháp mà có một cái đúc kết ở đây là chúng ta mỗi nhà đầu tư cần phải có một cái phương pháp đầu tư tiếp cận. Quan trọng hơn nữa đấy là phải có một cái mức kỳ vọng hợp lý. Bạn nếu mà bạn chưa biết cách xây dựng mức kỳ vọng thế nào là hợp lý thì đấy sẽ là một cái vấn đề tôi nghĩ là trọng yếu đối với những nếu là nhà đầu tư, và các chuyên gia ở VNDirect thì chắc chắn là sẽ có thể giúp được mọi người có một cái mức kỳ vọng thế nào là hợp lý. Và xây dựng dựa trên cái mức kỳ vọng hợp lý thì chúng ta sẽ phân bổ được cái khả năng chịu rủi ro của chúng ta. Thế thì rõ ràng là trong cái bối cảnh mà rủi ro nó tăng rất nhiều như thế này thì cái mức phân bổ giữa những kênh đầu tư ít rủi ro sẽ cần phải được chú ý hơn. Ví dụ như là trái phiếu hoặc là những cái kênh như là tiền gửi hoặc là bất động sản thì sẽ được chú trọng hơn một chút. Còn những cái kênh đầu tư mà mang tính chất rủi ro nhiều hơn, giá biến động mạnh hơn như cổ phiếu thì cần phải được tư vấn kỹ càng hơn để có một cách tiếp cận chính xác hơn. Đấy là cái phương pháp mà tôi nghĩ là sẽ giảm thiểu được rủi ro cho nhà đầu tư. Ok. Hy vọng là đã trả lời được câu hỏi cho nhà đầu tư, và đặc biệt là mình xin tóm tắt lại cái ý của anh Hoàng là quan trọng nhất là trước khi tham gia thì nhà đầu tư cần phải có phương pháp, đúng không? Đặc biệt là cái kênh cổ phiếu khi mà trong bối cảnh mà nó còn nhiều câu chuyện chúng ta chưa rõ ra thì cần phải có tư vấn, đúng không? Trong lúc đó chúng ta phải cân nhắc các cái kênh đầu tư khác, là ví dụ như trái phiếu hay tiền gửi. Trong cái phần trả lời của anh Hòa thì nó mở ra một cái ý mà hồi nãy trong cái phần thảo luận các panelist chúng ta chưa nói nhiều lắm là cái ngành bất động sản ấy. Thì không biết là các panelist có bình luận gì thêm cái phần này không? Vì sao nó cũng là một phân khúc khá lớn trong cái nhóm cổ phiếu trên sàn, đúng không ạ? Thì không biết là chuyên gia nào trong số các panelist chúng ta muốn bình luận về cái ngành này không? Bất động sản. Trên cả hai phương diện này, đúng không? Trên phương diện là một kênh tài sản,
mà trên phương diện là cổ phiếu bất động sản thì như thế nào? Tuấn có bình luận gì nhóm này không? Không, em không có. Nói. Về ngành bất động sản, tức là mình nói trước, em nói trước về ngành bất động sản thì đây là một trong những ngành truyền thống và còn phổ biến hơn rất là nhiều cái kênh đầu tư chứng khoán. Thì đây cũng là một cái ngành mà gắn với cả chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam rất là nhiều. Chính vì vậy mà hiện tại thì đang có một cái xu hướng dịch chuyển phần lợi ích của cái thị trường bất động sản. Trước đây là của những cái nhà đầu tư mang tính chất nhỏ lẻ, tức là mỗi một gia đình, mỗi một hộ gia đình hoặc một nhóm nhà đầu tư có thể hợp lại với nhau để kinh doanh mua bán những cái lô đất. Thì bây giờ cái phần lợi ích đó sẽ chuyển dần vào những cái chủ đầu tư có quy mô lớn. Ví dụ như trong khoảng 10 năm trở lại đây là sự trỗi dậy rất là mạnh mẽ và hiệu quả của tập đoàn Vingroup. Thì đấy nó chỉ thể hiện một cái điều là hệ thống bất động sản của Việt Nam, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục là một cái kênh rất là hiệu quả của nền kinh tế. Tuy nhiên thì cái phần lợi ích sẽ tập trung nhiều hơn vào những cái chủ đầu tư có năng lực chuyên nghiệp kinh doanh, cũng như là có cái quy mô về tài chính phải đủ tầm cỡ đó. Còn những cái nhà đầu tư nhỏ thì sẽ dần dần sẽ có những cái phân khúc đầu tư tốt hơn đấy, ví dụ như là cổ phiếu hoặc là trái phiếu sẽ tốt hơn. Ok, như vậy là cái view của nó là nó phân hóa tùy thuộc vào đây. Có thêm một số câu của các nhà đầu tư gửi về đây, khá nhiều câu nhỉ, chắc là mình chọn lọc thôi ha. Cách quản lý tài chính và đầu tư một cách hiệu quả trước diễn biến phức tạp tình hình đại dịch Covid hoành hành khắp toàn cầu những ngày nay ra sao? Xin mời anh Phục. Vâng, thì thực sự là câu hỏi của anh này thì khá là phức tạp đấy, đúng không? Thì cũng đồng quan điểm với anh Hoàng vừa chia sẻ. Thì trước tiên nếu mà muốn đầu tư, Phục chỉ xin trao đổi thêm về cái kênh cổ phiếu thôi nhé. Tức là nếu mà quý vị muốn đầu tư cổ phiếu để an toàn ấy, thì trước tiên quý vị phải biết mình đang làm gì, đúng không? Nếu quý vị chưa thực sự hiểu rõ quá nhiều cổ phiếu ấy, thì tốt nhất là hãy liên hệ với VNDirect chẳng hạn. Bộ phận quản lý tài sản của VNDirect có 3 danh mục. Một là danh mục đầu tư tăng trưởng, chuyên về những cái cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Hai là cổ phiếu liên quan đến gọi cổ phiếu đầu tư giá trị. Đó là một cái trường phái mà mang lại thành công rất lớn cho ngài Warren Buffett. Hay là thứ ba đó là đầu tư theo cổ tức. Thì với các cái phần liên quan đến các cái công cụ rồi là kiến thức rất cao của các chuyên gia ở đây, thì sàng lọc được những cái cổ phiếu nằm trong top những cổ phiếu tốt nhất thì quý vị có thể tham khảo. Còn nếu quý vị mà có hiểu về cổ phiếu chẳng hạn, thì tốt nhất là chúng ta hãy tập trung vào những gì chúng ta hiểu biết nhất, thì đó chính là việc giảm thiểu rủi ro cao nhất. Bên cạnh đó thì cái yếu tố định giá về cổ phiếu là một yếu tố rất quan trọng trong việc mua. Thì khi chúng ta mua giá được cổ phiếu càng hấp dẫn chẳng hạn, với mức định giá càng hấp dẫn, thì đấy chính là cái cách chúng ta phòng ngừa cái rủi ro tốt. Đó thì tôi cũng chỉ chia sẻ thêm một số cái vấn đề như vậy ạ. Rồi, xin cảm ơn anh Thục. Có một câu hỏi nhờ tôi là ngoài các ý tưởng đầu tư cổ phiếu cụ thể thì có thể cân nhắc trường hợp mua chứng chỉ quỹ mở hay không? Cụ thể như nào? Thì các câu này xin mời anh Hoàng chia sẻ thêm. Anh đang cầm danh mục quỹ mở thì chia sẻ kênh này cho nhờ tôi. Vâng, cảm ơn anh Quang. Một cái phương thức đầu tư rất là hiệu quả đối với nhà đầu tư đấy là đầu tư vào các cái chứng chỉ quỹ mở. Thì hiện tại trên thị trường thì cũng có khoảng hơn 10 cái chứng chỉ quỹ mở từ chủ động đến bị động. Bị động tức là theo phương pháp là đầu tư vào ETF, còn chủ động là vào những cái quỹ đầu tư tương hỗ. Thì đa phần những cái quỹ đầu tư hiện tại của thị trường Việt Nam đều có một cái mức đầu tư sinh lời có thể coi là tốt hơn so với cả thị trường chung. Tuy nhiên thì trong 2 năm vừa rồi là thị trường đang rơi vào một cái giai đoạn đầu tư tương đối trầm lắng, cũng như là có nhiều những cái sự kiện mang tính chất là khá là diễn biến theo chiều tiêu cực, khá là
của COVID-19. Nó dẫn đến là nó xuất hiện một cái thời điểm mua tương đối là hợp lý và có một cái tiềm năng tăng giá tốt trong tương lai. Và các bạn có thể nghiên cứu, cũng như là VinDirect sẽ giúp các bạn là có một cái bức tranh tổng quan về thị trường quỹ mở. Và qua đó thì chúng ta có thể phân bổ vào một hoặc hai quỹ mở cho phù hợp với cả phong cách đầu tư. Ví dụ như quý nhà đầu tư có phong cách đầu tư thận trọng thì chúng ta sẽ chọn những cái quỹ mở có cái tỷ trọng tiền gửi hoặc là cổ phiếu là trái phiếu cao hơn một chút, đâu đấy khoảng 30%. Còn những quý nhà đầu tư nếu như mà sẵn sàng chịu một chút rủi ro hơn nhưng mà kỳ vọng tốt hơn thì chọn những quỹ mở có cái tỷ trọng cổ phiếu lớn hơn. Thì những trả lời chi tiết những cái câu hỏi này thì bên DWell của anh Quang sẽ là một cái cánh cổng rất là phù hợp cho các quý nhà đầu tư. Đúng rồi, đấy, nhân lời của anh Hoàng chia sẻ thì mình cũng nói luôn là hiện tại là khối quản lý tài sản DWell của VinDirect thì các chuyên gia là sẽ giúp các anh chị hiểu về cách quản lý tài chính, lập kế hoạch tài chính cho mình như nào. Ta biết là mình phải xây dựng ví dụ gói tích sản hưu trí ra sao, là sản phẩm bảo hiểm như nào, hoặc là xây một cái quỹ dự phòng thanh toán nhanh ra sao, rồi thậm chí còn có thêm các cái danh mục mẫu mà như anh Phục Vượng chia sẻ cho các quý nhà đầu tư. Thì như vậy là nãy giờ chúng ta cũng trải qua gần một tiếng rưỡi rồi, các chuyên gia thảo luận rất nhiều, thì mình xin phép tổng kết lại một vài điểm ha. Thì trong cái bức tranh chung thì các chuyên gia thống nhất là hiện tại thì tình hình Covid cũng diễn biến khá là phức tạp. Tuy nhiên là cái với sự can thiệp khá là quyết liệt và hiệu quả của ngân hàng trung ương trên thế giới thì tình hình vẫn đang khá là ổn. Tuy nhiên nếu mà có cái rủi ro hay không thì sẽ đến từ cái yếu tố lạm phát mà các nhà đầu tư cần phải theo dõi sát sao. Thế còn về cái ý tưởng đầu tư hướng đến dài hạn thì nó có những cái câu chuyện cũng khá là hấp dẫn. Ví dụ như là trong cái xu hướng chung về tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam thì chúng ta có thể nhìn những cơ hội trong ngành bán lẻ hay là nhóm ngành ngân hàng. Rồi thêm những câu chuyện về đầu tư công thì chúng ta có thể thấy những nhóm ngành như là vật liệu xây dựng này. Đúng không ạ? Rồi trong nhóm ngành về công nghệ thì có những cái cây cũng hưởng lợi rất nhiều từ trong cái bức tranh như vậy. Ngoài ra có thêm những cái nhóm ngành nhỏ khác như là hạ tầng nước, rồi như là điện hay là xây dựng điện trong đó, vân vân. Đúng không ạ? Thì không biết là mình tổng kết như thế là hết cái ý của các panelist chưa? Các nếu mà có gì thiếu sót thì các panelist có thể bổ sung thêm cho các nhà đầu tư ha. Và về cái cách hành động như nào thì các nhà đầu tư cần phải xác định rõ là trước hết khi tham gia vào thì mình phải hiểu được cái phương pháp đầu tư ra sao. Nếu mà mình chưa có phương pháp ngay thì có thể nhờ các cái chuyên gia có thể đồng hành hỗ trợ chúng ta. Và làm gì làm chúng ta phải gắn với làm gì, phải có kế hoạch, phải có phương pháp. Và cân nhắc thêm, ngoài cái ý tưởng đầu tư cổ phiếu thì cũng cân nhắc thêm các cái kênh khác. Ví dụ như là trái phiếu hay là tiền gửi hay là bất động sản trong bối cảnh này. Còn cổ phiếu thì nên hướng đến dài hạn là nhiều hơn. Thì như vậy là chúng ta xin kết thúc cái buổi thảo luận ngày hôm nay với chủ đề về ý tưởng đầu tư để cho tích sản. Thì xin chân thành cảm ơn các quý nhà đầu tư đã kiên nhẫn tham gia lắng nghe các panelist đến thời điểm này. Và xin chân thành cảm ơn các panelist nhiệt tình dành thời gian tham gia hôm nay. Xin hẹn gặp lại các quý nhà đầu tư vào 3 giờ chiều thứ hai tuần tới ha.